Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 18. Đan tiểu bồi nguyên xuất hiện đã chứng minh nếu Dương Bách Xuyên không phải là một luyện đan sư thì phía sau cũng có một luyện đan sư. Đạo trưởng Phương tính toán trong lòng, chắc chắn hôm nay phải ôm được đùi của Dương Bách Xuyên. Ông ta quá si mê luyện đan, khó khăn lắm mới xuất hiện một Dương Bách Xuyên, làm gì có đạo lý buông tha. Tất nhiên cũng phải xác định lại, rốt cuộc Dương Bách Xuyên có phải là luyện đan sư hay không. Vương Huyền Cơ cười nói, ba của Bách Xuyên tiểu hữu cùng với mộ sinh nhà tôi là đồng đội vào sinh ra tử. Tôi và tiểu hữu chỉ hận gặp nhau quá muộn, cũng coi như là bạn vong niên. Đạo trưởng Phương xác định trong lòng, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy lửa nóng, sau đó hỏi, xin hỏi Dương Đại Sư có phải là truyền nhân của Võ Đăng hay không? Hoặc đan tiểu bồi nguyên xuất phát từ tay của Đại Sư ư? Những lời này chính là vấn đề tất cả mọi người đang muốn hỏi. Một đám nhìn về phía Dương Bách Xuyên, chờ anh trả lời. Dương Bách Xuyên suy ngẫm, vẫn là câu nói kia, cho dù hôm nay giấu giếm như thế nào, đan bồi nguyên bại lộ đã trở thành sự thật, anh không tránh khỏi rắc rối. Nếu không thể kiên trì điệu thấp, vậy thì cao điệu. Đạo trưởng Phương đừng gọi tôi là đại sư, như vậy là ép chết vãn bối rồi. Tôi không phải là đệ tử của Võ Đăng, không có quan hệ gì với Võ Đăng, sư môn của tôi tên là Vân Môn. Chính tôi là người luyện chế đan này, tên không phải là đan tiểu bồi nguyên, không liên quan gì đến đan tiểu bồi nguyên của Võ Đăng, nó tên là đan bồi nguyên, không có chữ tiểu. Dương Bách Xuyên báo ra danh hiệu Vân Môn, thừa nhận chính mình luyện ra đan bồi nguyên. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói chính anh luyện chế ra đan bồi nguyên, không những đạo trưởng Phương và những người khác bất ngờ, ngay cả Vương Huyền Cơ cũng bị chấn động. Mọi người nghe thấy Dương Bách Xuyên nói ra sư môn. Gọi là Vân Môn, Vân Môn, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng hình như không có người nghe qua sự tồn tại của Vân Môn trong giới võ cổ, những tông môn cổ xưa vào núi tránh đời cũng không có tên Vân Môn. Đạo trưởng Phương và Vương Huyền Cơ cũng chưa từng nghe nói qua Vân Môn, nhưng bọn họ nghĩ đến, từ xưa đến nay Hoa Hạ không thiếu truyền thừa cổ xưa, có lẽ Vân Môn là tông phái ẩn. Nhưng dù sao Vân Môn không phải là điểm quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên biết luyện đan. Luyện chế ra được đan tiểu bồi nguyên. À không đúng, bây giờ phải gọi là đan bồi nguyên, là đan dược khác hoàn toàn với đan tiểu bồi nguyên của Võ Đăng. Vương Huyền Cơ cũng cảm thấy đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên tốt hơn đan tiểu bồi nguyên của Võ Đăng. Dù sao Dương Bách Xuyên nói xong, không ai đủ tỉnh táo để giữ bình tĩnh. Rất nhiều người đã dán cho Dương Bách Xuyên một cái nhãn sư môn thần bí, đại sư luyện đan. Một đám đều là hạng người có tâm tư sinh động. Bắt đầu nghĩ nên kết giao với Dương Bách Xuyên như thế nào. Có hâm mộ, tất nhiên cũng có căm hận ghen ghét. Ví dụ như người nhà họ Diệp, người nhà Tây Bắc Mã. Hai nhà này đều có ân oán với Dương Bách Xuyên. Kế hoạch dùng hôn ước bằng miệng để cưới Triệu Nam về của nhà họ Diệp lại bị Dương Bách Xuyên cướp đoạt mất Triệu Nam. Tất nhiên cũng không thể nói là cướp, bản thân Triệu Nam không có bất cứ tình cảm gì với Diệp Khai. Từ tận sâu trong lòng phản đối hôn ước bằng miệng giữa hai nhà. Thậm chí lúc ở Cố Đô, Diệp Khai còn bị Dương Bách Xuyên đánh cho một trận. Nhà họ Mã lại càng oán hận Dương Bách Xuyên, lúc đầu Dương Bách Xuyên đánh Mã Tiểu Lục, sau đó Mã Hưng Điền, cây trụ nhà họ Mã, một cao thủ ám kình tầng 6 đi bàn bạc việc đối phó Dương Bách Xuyên với Trần Bách Vạn của tổ chức sát thủ Xương Hoa, ngược lại bị Dương Bách Xuyên giết chết, làm cho nhà họ Mã mất đi một cây trụ ám kình tầng 6. Bây giờ nhà họ Mã chỉ còn lại lão gia chủ là ám kình tầng 8, Mã Hưng Điền đã chết tương đương chặt đứt một chân của nhà họ Mã. Mặc dù người nhà họ Mã không tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém giết Mã Hưng Điền, nhưng sau đó Trần Bách Vạn chạy ra thể nói anh ta tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên giết chết Mã Hưng Điền. Vì vậy nhà họ Mã cực kỳ hận Dương Bách Xuyên. Hôm nay người nhà họ Mã phái đến một người trung niên ám kình tầng 7, tên là Mã Long Thành. Nhìn Dương Bách Xuyên bị mọi người chú ý, trong lòng của Mã Long Thành hận ngứa răng. Đạo trưởng Phương hít một hơi thật sâu, nhìn Dương Bách Xuyên nói, bần đạo xin chào Dương Đại Sư, không biết Đại Sư có thời gian hay không, mời Đại Sư đến Bạch Vân Quan làm khách. Đối mặt với ánh mắt nóng rát của đạo trưởng Phương, Dương Bách Xuyên không nhịn được run lên, nghĩ thầm, lão đạo này muốn làm gì? Có cần kích động như vậy không? Còn không phải chỉ là một viên đan dược thôi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn phải trả lời theo lễ phép, nhưng không nghĩ đến vừa định lên tiếng,
Triệu Trường Sinh đứng bên cạnh lại sốt ruột nói, đạo trưởng Phương chớ sốt ruột, hôm nay là đại thọ của lão hủ, dù sao cũng phải mời Dương tiên sinh uống một cốc rượu, mọi người nhanh đi vào đi. Triệu Trường Sinh không ngốc, sau khi lấy lại phản ứng, vội vàng ngắt lời đạo trưởng Phương. Khó khăn lắm nhà họ Triệu mới ôm được đùi của một vị luyện đan, còn là luyện đan sư có thể luyện chế đan bồi nguyên. Nếu tiếp tục nhìn như vậy khả năng cao sẽ bị người chen vào cướp mất người. Loại thời điểm này, cho dù quan hệ với đạo trưởng Phương có tốt đến mấy, ông cũng bất chấp, vội vàng ra tiếng cắt đứt câu. Đạo trưởng Phương nghe Triệu Trường Sinh nói, biết mình sốt ruột, vội vàng xin lỗi Triệu Trường Sinh huynh đừng giận, bần đạo nói lỡ, không nên như vậy. Ngay sau đó tất cả mọi người đi vào đại sảnh, tiếp theo là con cái của nhà họ Triệu lên mừng thọ Triệu Trường Sinh. Toàn bộ nghi thức kéo dài nửa giờ mới kết thúc, sau khi ngồi vào vị trí, mọi người cũng tỏ vẻ chúc mừng Triệu Trường Sinh. Rượu quá ba phiên, Diệp Tại Thiên mở miệng, nhắc lại chuyện xưa. Trường Sinh huynh, nghi lễ đại thọ cũng kết thúc, bây giờ có phải hay không đã đến lúc quyết định hôn ước cho hai đứa nhỏ? Hôm nay cũng coi như hai nhà Diệp Triệu vui mừng gấp bội. Diệp Tại Thiên đứng dậy, nhìn Triệu Trường Sinh nói. Cái này, Triệu Trường Sinh rối rắm. Nếu lúc trước không biết Dương Bách Xuyên, không biết Đan Bồi Nguyên, hôm nay việc hôn nhân này sẽ được quyết định. Nhưng bây giờ ông đã biết Dương Bách Xuyên, vậy không thể đồng ý nhà họ Diệp được. Cháu gái Triệu Nam đã nhắc đến Dương Bách Xuyên với ông rất nhiều lần, bây giờ Dương Bách Xuyên càng được Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương yêu ái. Nếu hôm nay đồng ý yêu cầu của Diệp Tại Thiên, không thể nghi ngờ là đắc tội Dương Bách Xuyên. Ông nội, cháu không muốn gả cho nhà họ Diệp. Bạn trai của cháu là Dương Bách Xuyên. Triệu Nam trực tiếp ra tiếng. Không khí trong sân trở nên xấu hổ, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến nhà họ Diệp Triệu và Dương Bách Xuyên thần bí tranh đoạt vợ, có trò hay để xem rồi đây. Sau khi Triệu Nam nói chuyện, Dương Bách Xuyên cảm thấy đã đến lúc anh tỏ rõ thái độ của mình. Người phụ nữ mà Dương Bách Xuyên chấp nhận, hôm nay anh muốn nhìn xem người của nhà họ Diệp có thể làm được gì. Nhưng vừa định đứng dậy lại bị Vương Huyền Cơ ngồi bên cạnh đè bả vai xuống, cười ha ha nói, Bách Xuyên tiểu hữu đừng vội, để bần đạo xử lý chuyện này. Mộ Sinh và ba cậu có quan hệ sinh tử, cậu cũng coi là người thân của nhà họ Vương tôi, hôm nay để bần đạo dùng danh tiếng của mình nói một câu cho hậu bối. Nói xong, Vương Huyền Cơ mỉm cười đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, nhìn về phía Triệu Trường Sinh đang ngồi trên cao đường, âm thanh to lớn vang dội mở miệng nói, vang vọng toàn trường. Ở trong giới võ cổ, bản thân Vương Huyền Cơ có tầm ảnh hưởng địa vị lớn, trong trường hợp hôm nay, ông càng là tiêu điểm của sự chú ý. Sau khi ông đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người ông. Chỉ thấy Vương Huyền Cơ ôm quyền nói với Triệu Trường Sinh, nói, Trường Sinh, hôm nay lão đạo muốn nói một câu, không biết có được không? A tiền bối Vương, ngài quá nghiêm túc, ngài cứ việc nói, Trường Sinh nghe. Triệu Trường Sinh bị lời nói của Vương Huyền Cơ dọa. Ông không dám chậm chế vị thần tiên này, hôm nay còn đang trông cậy Vương Huyền Cơ bói một quẻ cho nhà họ Triệu. Vương Huyền Cơ hơi mỉm cười, nói, được, nhưng trước khi nói, bần đạo sẽ hoàn thành lời hứa hôm nay trước, bói một quẻ cho nhà họ Triệu. Được, 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 làm phiền ngài. Triệu Trường Sinh cực kỳ vui mừng. Vương Huyền Cơ trầm ngâm một lúc, ánh mắt đảo qua người nhà họ Triệu một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Triệu Nam. Sau đó nói, con gái nhà họ Triệu, đến đây để bần đạo nhìn một cái. Nam Nam mau đi qua Triệu Trường Sinh sửng sốt, vội vàng nói với Triệu Nam. Ông có chút kinh ngạc khi thấy Vương Huyền Cơ lên tiếng gọi Triệu Nam, nhưng cũng không nói gì thêm. Triệu Nam đi đến trước mặt Vương Huyền Cơ, lễ phép gọi một câu tiền bối Vương. Ừ, không tồi, Vương Huyền Cơ quan sát khuôn mặt của Triệu Nam, gật gật đầu, càng nhìn ý cười càng dày đặc. Sau đó xua tay làm Triệu Nam ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh, nói Trường Sinh nhờ bần đạo bói quẻ xem vận thế của nhà họ Triệu các người. Hôm nay nhìn thấy cháu gái của cậu, một quẻ này không cần thiết bói. Bần đạo chỉ có một câu muốn nói với cậu, nhà họ Vương tôi có Kỳ Lân, nhà họ Triệu lại có Phượng Hoàng gặp rồng hóa điềm lành, hôm nay ai là rồng sẽ tự gặp nhau. Chờ Vương Huyền Cơ nói xong, Triệu Trường Sinh có chút mờ mịt. Nhưng ông vẫn hiểu những gì Vương Huyền Cơ nói. Chính là nói nhà họ Triệu có một Phượng Hoàng, rất rõ ràng, người được nhắc đến là Triệu Nam.
Còn câu nói Phượng Hoàng gặp rồng hóa điềm lành, nói cách khác khí vận của nhà họ Triệu ở trên người Triệu Nam, nhưng tiền đề là phải tìm được rồng. Rồng ở đây chính là chồng tương lai của Triệu Nam, tương lai của nhà họ Triệu phải dựa vào Triệu Nam, hoặc con rể nhà họ Triệu. Nhưng con rể này là ai? Là Diệp Khai nhà họ Diệp, hay là Dương Bách Xuyên? Trong lúc Triệu Trường Sinh đang cân nhắc lời nói của Vương Huyền Cơ, nghe thấy Vương Huyền Cơ nói tiếp, tôi đã hoàn thành lời hứa với nhà họ Triệu, không biết bây giờ có thể nói một chuyện riêng được hay không? À tiền bối Vương cứ nói, Triệu Trường Sinh có chút khẩn trương, nói thầm trong lòng, tại sao vị thần tiên này càng ngày càng khách khí, thật không quen. Chỉ nghe thấy Vương Huyền Cơ cười ha ha nói, ba của Dương Bách Xuyên và Mộ Sinh nhà tôi là chiến hữu vào sinh ra tử, bây giờ ba của cậu ta không có ở đây, nhà họ Dương chúng tôi chính là trưởng bối của Dương Bách Xuyên. Hôm nay bần đạo lấy thân phận trưởng bối, cầu hôn nhà họ Triệu, hy vọng Trường Sinh làm chủ, đính hôn cho Triệu Nam và Dương Bách Xuyên. Không biết Trường Sinh thấy thế nào về ý kiến này? Chờ Dương Huyền Cơ nói xong, đạo trưởng Phương đứng dậy tiếp lời. Lớn tiếng cười nói, tôi thấy đây chính là duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc. Nếu Trường Sinh huynh nguyện ý, bần đạo nguyện ý làm nhân chứng. Vương Huyền Cơ rất vừa lòng với việc đạo trưởng Phương lên tiếng, thật ra hôm nay ông đến nhà họ Triệu, mục đích chính là giúp Dương Bách Xuyên. Nếu đã quyết định giao thiệp chặt chẽ với Dương Bách Xuyên, nhà họ Vương nhất định phải làm chút gì đó cho Dương Bách Xuyên, nhưng dường như bây giờ Dương Bách Xuyên không thiếu gì cả. Cuối cùng Vương Mạc Sinh tìm hiểu được quan hệ của Dương Bách Xuyên và Triệu Nam, lúc trước ở Cố Đô còn đánh Diệp Khai vì Triệu Nam. Hôm nay là đại thọ của Triệu Trường Sinh, nhà họ Vương nghe nói nhà họ Diệp muốn đến nhà họ Triệu cầu hôn, vì vậy Vương Huyền Cơ quyết định đến chống lưng cho Dương Bách Xuyên. Ông tin tưởng nếu ân tình này hoàn thành, có thể kéo gần mối quan hệ giữa nhà họ Vương và Dương Bách Xuyên, thứ hai cũng muốn cảm ơn Dương Bách Xuyên chữa bệnh cho Vương Lão gia, một công hai việc. Ban đầu Vương Mạc Sinh muốn đến, suy xét đến nhà họ Triệu là võ cổ giả nên Vương Huyền Cơ tự mình đến, còn tìm đạo trưởng Phương của Bạch Vân Sơn có quan hệ tốt với Triệu Trường Sinh, đi chống lưng cho Dương Bách Xuyên. Còn những gì Diệp Tái Thiên nói lúc đầu, Vương Huyền Cơ không quan tâm lắm. Dù sao Vương Huyền Cơ thấy con gái nhà họ Triệu không muốn gả cho nhà họ Diệp, cũng không coi như chen ngang vào. Ngược lại Triệu Nam nhà họ Triệu và Dương Bách Xuyên mới là tình đầu ý hợp. Vì vậy hôm nay Vương Huyền Cơ trắng trợn táo bạo vả mặt nhà họ Diệp, ai bảo nhà họ Diệp có ân oán với Dương Bách Xuyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn đạo trưởng Phương cũng có lý do riêng, thứ nhất ông ta được Vương Huyền Cơ mời đến thuyết khách, thứ hai ông ta còn muốn giao lưu với Dương Bách Xuyên về luyện đan. Đang lo không tìm thấy có hội kéo gần quan hệ với Dương Bách Xuyên, chỉ chớp mắt cơ hội đã đến, ông ta cầu còn không được. Nhà họ Diệp lợi hại, nhưng phải xem ai lợi hại hơn. Thử chống đối lại Vương Huyền Cơ xem. Nhà họ Diệp thật sự không dám trêu chọc đạo trưởng Phương, không nói đến bản thân đạo trưởng Phương là cao thủ ám kình tầng 9, Bạch Vân Quan là đạo giáo, các chi nhánh của đạo giáo trong thiên hạ trải dài từ Yến Kinh đến bến tàu Bạch Vân Quan. Hơn nữa người ta còn là luyện đan sư, kết giao rộng lớn, khinh thường nhà họ Diệp thì có làm sao? Dương Bách Xuyên nghe thấy Vương Huyền Cơ nói, trong lòng thật sự rất cảm động. Mặc dù anh không sợ nhà họ Diệp, nhưng so với việc cầu hôn nhà họ Triệu trước công chúng, nếu đổi thành Vương Huyền Cơ thì sẽ danh ngôn chính thuận hơn. Từ xưa Hoa Hạ rất coi trọng lễ nghi, mặc dù xã hội đến nay, coi trọng yêu đương tự do, nhưng dù sao người Hoa Hạ rất coi trọng truyền thống. Hai người trẻ tuổi bàn chuyện cưới hỏi cần phải trưng cầu ý kiến ba mẹ hai bên, đặc biệt là trong các gia tộc võ cổ truyền thống. Việc này càng được chú trọng. Hôm nay Vương Huyền Cơ đại biểu trưởng bối nhà anh, thay anh nói ra. Còn có cả đạo trưởng Phương, thật sự làm Dương Bách Xuyên cảm động trong lòng. Anh rất rõ ràng hai người duy trì chính mình nghĩa là trở thành kẻ địch với nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là một trong bốn thế gia võ cổ ở Yến Kinh, thật sự không phải thế lực người bình thường dám đắc tội, đại giới rất lớn. Dương Bách Xuyên biết anh thiếu nhân tình hai người. Nhưng anh nguyện ý thiếu ân tình này, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Ánh mắt đảo qua, phát hiện sắc mặt người nhà họ Diệp cực kỳ khó coi. Diệp Tại Thiên tức giận cả người phát run, trong lòng nguyền rủa Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương mấy trăm lần. Hôm nay mặt mũi của Diệp Tại Thiên coi như mất hết. Mặc dù kiêng kỵ Vương Huyền Cơ,
nhưng Diệp Tại Thiên vẫn không nhìn được mở miệng nói, tiền bối Vương, con gái nhà họ Triệu và cháu trai Diệp Khai nhà chúng tôi đã có hôn ước, lúc này ngài mở miệng nói có phải không thích hợp hay không? Vốn dĩ trên mặt của Vương Huyền Cơ tràn đầy ý cười, nghe được những lời này của Diệp Tại Thiên, ngay lập tức tươi cười trên mặt biến mất. Một khí huyết mạnh mẽ hung tàn phát ra từ trên người, quần áo trên người ông tự lay động không cần gió, bước ra một bước. Xoẹt một chút đã bước đến bên cạnh Diệp Tại Thiên, âm thanh lạnh như băng, híp mắt nói, cậu có ý kiến gì về việc mai mối này của bần đạo? Lúc này trên người của Vương Huyền Cơ phát ra không chỉ có khí huyết mạnh mẽ, còn có cả sát khí lẫn trong đó. Loại sát khí này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy khiếp sợ trong lòng, âm thầm nói, cao thủ ám kình tầng 9 thượng đoạn thật sự không giống bình thường. Diệp Tại Thiên thật sự bị Vương Huyền Cơ dọa sợ, mặc dù ông ta cũng là ám kình tầng 9, nhưng lại là ám kình tầng 9 hạ đoạn. Không so được với cao thủ lâu đời, ám kình tầng 9 thượng đoạn như Vương Huyền Cơ. Đối mặt với sát khí trên người Vương Huyền Cơ, sau lưng ông ta chảy đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, không, không ý kiến. Hừ, cho dù ba của cậu ở đây, ông ta cũng không dám nói ra nói vào trước mặt bần đạo, cậu tính thứ gì? Hôn ước giữa cậu và Triệu Trường Sinh chỉ là lời nói bằng miệng, không phải hôn ước chân chính, tại sao vẫn không hiểu, dám nói chuyện như vậy với bần đạo? Lúc này Vương Huyền Cơ cực kỳ khí phách, Dương Bách Xuyên sửng sốt bất ngờ, nhưng hiện tại Vương Huyền Cơ thực sự rất oai phong, anh rất thích điều này. Trong lòng cũng hiểu rõ, khí thế này được thành lập dựa trên thực lực. Nếu hôm nay Vương Huyền Cơ không phải là cao thủ ám kình tầng 9 thượng đoạn, ông sẽ không dám thể hiện như vậy. Diệp Tại Thiên nghẹn đỏ bừng mặt nhưng không dám nói nửa lời. Vương Huyền Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người trở về chỗ ngồi của chính mình. Nhưng sau khi Vương Huyền Cơ rời đi, trên mặt của Diệp Tại Thiên và mấy người nhà họ Diệp tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chỗ vừa rồi Vương Huyền Cơ đứng xuất hiện một đôi dấu chân. Là một đôi dấu chân lún sâu ba tấc, cứng rắn mạnh mẽ dẫm xuống sàn nhà. Lúc này Vương Huyền Cơ bình tĩnh lại một chút, giọng điệu vẫn cường thế như cũ, Trường Sinh, cậu nói mối này của bần đạo có được hay không? Vương Huyền Cơ quá mức khí phách dọa sợ Diệp Tại Thiên, mang theo uy áp hỏi Triệu Trường Sinh. Nếu lúc này Triệu Trường Sinh còn không biết lấy hay bỏ, vậy chức gia chủ nhà họ Triệu cũng không cần làm. Trên trán ông lấm tấm mồ hôi, nghe thấy Vương Huyền Cơ hỏi chuyện. Vội vàng nói, làm được, tôi hoàn toàn tán thành. Có hai vị cao thủ siêu phàm Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương chống lưng, Triệu Trường Sinh ông dám nói một chữ không? Không nhìn thấy Vương lão đạo dẫm nát sàn nhà ông sao? Triệu Trường Sinh nói thầm trong lòng, ngoài miệng liên tục đồng ý. Ông cũng đã nhìn ra, hôm nay Vương Huyền Cơ đến đây để chống lưng cho Dương Bách Xuyên. Hơn nữa câu nói Phượng Hoàng gặp rồng hóa điềm lành đã nói ra là Dương Bách Xuyên. Triệu Trường Sinh rất tin tưởng thiết khẩu của Vương Huyền Cơ, bởi vì khắp giới võ cổ đều biết, vị thần tiên này không dễ dàng mở miệng dự đoán, bởi vì một khi mở miệng không có không chuẩn. Xem ra nhà họ Triệu đã hoàn quyết liệt với nhà họ Diệp. Nói thầm trong lòng, Triệu Trường Sinh liếc nhìn Diệp Tại Thiên, chỉ thấy sắc mặt của Diệp Tại Thiên biến thành màu tím. Nhưng việc đã đến nước này, Triệu Trường Sinh cũng mặc kệ nhà họ Diệp, kẻ ngốc đều nhìn ra được tiềm lực của Dương Bách Xuyên lớn cỡ nào. Một viên đan bồi nguyên đã thắng qua tinh thạch bẩm sinh của nhà họ Diệp. Mặc dù tinh thạch bẩm sinh chân quý, nhưng vẫn không so được với đan bồi nguyên. Triệu Trường Sinh rất rõ ràng điểm này. Vương Huyền Cơ nghe được câu trả lời của Triệu Trường Sinh, cười ha ha nói tốt, hôm nay là ngày đại thọ của cậu, dứt khoát định hôn ước cho hai đứa nhỏ đi. Có Phương Huynh và các vị đồng đạo ở đây chứng kiến, cũng coi như là một chuyện tốt, Trường Sinh nghĩ như thế nào. Như vậy rất tốt, Triệu Trường Sinh cũng mặc kệ, mang theo ý cười gật đầu. Dù sao đã đắc tội nhà họ Diệp, không bằng tận lực kết giao với Vương Huyền Cơ và Dương Bách Xuyên. Đây là chuyện tốt, Lão Phu cũng có thể làm chứng kiến. Lúc này Lão gia chủ nhà họ Nhiếp Nhiếp Độn mở miệng. Ông ta nhìn ra được Dương Bách Xuyên thật sự không đơn giản. Chỉ cần có thể lấy ra một viên đan bồi nguyên cũng đủ để nhà họ Nhiếp kết giao. Đúng vậy, là chuyện tốt. Sau đó một kẻ thông minh khác cũng mở miệng nói. Có thể xuất hiện ở hiện trường không có ai là kẻ ngốc, mọi người đều biết lúc này ra tay giúp đỡ một chút có thể đạt được sự chú ý của Vương Huyền Cơ và Dương Bách Xuyên, việc gì không làm.
chỉ có người nhà họ Mã và một vài gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Diệp không lên tiếng. Nhà họ Mã và Dương Bách Xuyên coi như kết oán sâu, tất nhiên sẽ đứng về phía bên nhà họ Diệp, mấy gia tộc nhỏ bám vào cửa nhà họ Diệp cũng sẽ không đứng ra đánh mặt nhà họ Diệp. Trong lòng của Diệp Tại Thiên sông cuộn biển gầm, nhưng đối mặt với Vương Huyền Cơ ông ta chỉ biết giận không dám nói gì. Đổ tất cả oán hận lên đầu Dương Bách Xuyên, nếu hôm nay Vương Huyền Cơ không có mặt, chắc chắn ông ta sẽ tự mình ra tay giết chết Dương Bách Xuyên. Diệp Tại Thiên nghĩ đến tất cả sỉ nhục mà nhà họ Diệp phải chịu đựng hôm nay, đều do Dương Bách Xuyên mà ra. Việc này không thể để yên. Đặc biệt là Diệp Khai, trên thực lực anh ta không đánh lại Dương Bách Xuyên, lần đầu tiên đi Cố Đô đã bị Dương Bách Xuyên đánh. Lần này đi theo ông nội, dù là bối cảnh hay kinh nghiệm Dương Bách Xuyên đều không so được, vốn dĩ lễ mừng thọ hôm nay có thể đè ép, nhưng không nghĩ đến anh lại lấy ra một viên đan dược trong truyền thuyết, đan bồi nguyên. Bây giờ thì sao? Cướp vợ không cướp được, trong lòng Diệp Khai nhỏ máu, anh ta thề độc trong lòng, đời này chỉ cần không chết phải giết Dương Bách Xuyên. Sắc mặt của mấy người nhà họ Diệp còn lại cũng rất khó coi, hôm nay coi như thể diện của nhà họ Diệp bị mất hết, thế ra như bọn họ, có bao giờ chịu đựng sỉ nhục như vậy? Một đám nhìn về phía Dương Bách Xuyên với ánh mắt hận không thể băm xác ra vạn khúc. Nhưng, bây giờ vẫn phải nhìn, Vương Huyền Cơ ở đây. Bọn họ không dám ra tay. Vương Huyền Cơ và Dương Bách Xuyên không quan tâm đến sự phẫn hận của nhà họ Diệp. Sau khi Triệu Trường Sinh đồng ý, Vương Huyền Cơ thoải mái cười to, ông gỡ xuống một khối ngọc bội bên eo, đưa cho Triệu Trường Sinh, nói, lấy vật làm chứng, hôn ước hình thành. Triệu Trường Sinh vội vàng nhận lấy, vừa cầm trong thấy, thất thanh nói, thẻ thần long. Vương Huyền Cơ thừa nhận gật đầu. Triệu Trường Sinh chấn động. Thẻ thần long có ý nghĩa gì, không có vài người biết, ông lại vừa lúc biết bí mật trong đó. Thẻ thần long chính là vật chỉ có thành viên thần long đàm hoa hạ mới có được. Nghe đồn thẻ thần long có thể xin thần long đàm ra tay giúp đỡ một lần, Vương Huyền Cơ là người thần long đàm, không kỳ lạ khi có thần long đàm. Nhưng quan trọng nhất là thứ này cực kỳ quý trọng, sau khi kiến quốc chỉ để lại chưa đến 10 cái. Vương Huyền Cơ có thể lấy thẻ thần long ra làm tín vật. Chứng giám địa vị của Dương Bách Xuyên trong lòng ông. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Triệu Trường Sinh đang suy nghĩ xem nên đưa ra lễ vật gì, cũng không thể quá keo kiệt. Triệu Trường Sinh nói với Triệu Viễn Thành bên cạnh, nói, Viễn Thành, đi lấy lệnh tài nguyên chỗ Tần Lĩnh ra đây. À phần bên Tần Lĩnh kia, Triệu Viễn Thành kinh ngạc, hơi ngạc nhiên không tin được lỗ tai của bản thân, Triệu Trường Sinh cũng coi như hạ vốn gốc. Bảo con đi thì đi đi. Nói nhảm cái gì? Triệu Trường Sinh trừng mắt nhìn con trai Triệu Viễn Thành. Vâng vâng vâng, con đi ngay đây. Triệu Viễn Thành vội vàng rời đi. Lúc này Dương Bách Xuyên rất khó hiểu, lúc trước Vương Huyền Cơ lấy ra ngọc bài, anh nghe rất rõ ràng. Nhưng thẻ thần long trong miệng Triệu Trường Sinh, dù không biết có tác dụng gì nhưng từ sự chấn động trên mặt Triệu Trường Sinh cũng có thể nhìn ra được thứ này rất quý trọng. Trong lòng vô cùng cảm động, Vương Huyền Cơ làm việc quá lớn. Ngay cả lễ vật đính hôn cũng lấy ra giúp anh. Vương Huyền Cơ lấy ra lễ vật chứng kiến, nhà họ Triệu cũng cần đáp lễ. Triệu Trường Sinh đã bảo Triệu Viễn Thành đi lấy lệnh tài nguyên Tần Lĩnh gì đó, xem sắc mặt của hai ba con, hình như cũng là đồ vật quý trọng. Trong lòng rất nghi hoặc, lên tiếng hỏi đạo trưởng Phương bên cạnh, đạo trưởng Phương, lệnh tài nguyên và thẻ thần long là thứ gì? Lệnh tài nguyên là tài nguyên được các thế lực lớn trong giới võ cổ khống chế trong tay. Ví dụ như một vài linh dược kỳ thạch, võ cổ giả yêu cầu tập võ rèn luyện thân thể, yêu cầu tu luyện tâm pháp, đều cần một vài thiên tài địa bảo phụ trợ, giống như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, dược liệu chính là vật phẩm cần thiết. Chỉ cần là nơi có linh dược sinh trưởng đều bị các thế lực lớn phân chia, có thể nói mỗi một thế gia võ cổ đều có địa điểm tài nguyên riêng. Ví dụ như nhà họ Triệu, ở dãy núi Tần Lĩnh có một căn cứ bí mật, nơi sinh trưởng của các loại linh dược. Mặc dù nói hoang dại, nhưng lại bị nhà họ Triệu chiếm cứ. Bọn họ sai người đi bảo vệ ngắt lất, bất cứ thế lực nào đều không thể động, tất nhiên địa điểm rất bí ẩn, chỉ có chính bọn họ biết. Còn có một vài địa điểm có lượng thiên tài địa bảo khổng lồ, thông qua đại hội võ cổ luận võ, các thế lực lớn sẽ khống chế. Thậm chí có một ít địa phương rất nguy hiểm, ít người đặt chân đến, đều được các thế lực lớn tuyển chọn thông qua luận võ, dùng phương thức thăng cấp đi tìm kiếm. Còn thẻ thần long, là tín vật của thần long đàm hoa hạ, tự
tương truyền rằng có thẻ thần long có thể có được một cơ hội cầu thần long đàm trợ giúp. Thứ này rất quý trọng, lần này Huyền Cơ huynh có thể lấy thẻ thần long ra làm vật đính hôn cho ngài cũng coi như hạ vốn gốc, ha ha. Sau khi đạo trưởng Phương nói xong, hai mắt của Dương Bách Xuyên bắt đầu sáng rực. Dựa theo lời nói của đạo trưởng Phương, bây giờ trên địa cầu, các thế lực võ cổ giả đang nắm giữ một ít thiên tài địa bảo hoặc tin tức của di tích cổ. Điều này chứng tỏ trên địa cầu tồn tại đồ vật anh cần, ví dụ như linh dược, linh thạch, hoặc là di tích văn minh tu chân. Đối với Dương Bách Xuyên, những tin tức này là tin tức tốt, mở ra ý nghĩ mới cho anh, cũng là một phương hướng lớn trong việc tăng lên tu vi của bản thân và quá trình trưởng thành phát triển của Vân Môn. Đang nói chuyện với đạo trưởng Phương thì thấy Triệu Viễn Thành trở về, mang theo một lệnh bài làm bằng gỗ đen nhánh giao cho Vương Huyền Cơ. Sau đó Vương Huyền Cơ lại đưa lệnh bài cho Dương Bách Xuyên, nói cầm, phần lễ vật này của nhà họ Triệu không tệ, cậu ở Cố Đô, tấm lệnh tài nguyên ở Tần Lĩnh này sẽ có trợ giúp cho cậu. Lệnh bài này cũng coi như tín vật đính hôn giữa cậu và Triệu Nam, đừng đánh mất. Bên kia Triệu Trường Sinh cũng giao lệnh bài thần long cho Triệu Nam. Một nghi thức đính hôn cũng coi như đã được hoàn thành. Từ giờ phút này, Triệu Nam sẽ là vợ tương lai của anh. Hai người nhìn nhau, thấy được sự vui sướng từ trong mắt đối phương. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, cuối cùng cũng thay đổi được vận mệnh, bắt được nữ thần vào trong tay. Sau khi thu được một đợt chúc phúc, đại thọ cũng tiến vào phân đoạn cuối cùng, đây là quy củ được lưu truyền từ lâu trong giới võ cổ. Người bình thường làm đại thọ cũng sẽ có tiết mục, ví dụ như mời người đến ca hát khiêu vũ. Võ cổ giả cũng sẽ có tiết mục giải trí tương tự, nhưng không phải ca hát khiêu vũ, mà là luận võ, chúc mừng bằng phương pháp võ cổ giả. Bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, chỉ cần là thanh niên đồng lứa đều có thể luận bàn giao lưu võ công. Tất nhiên trận đầu sẽ do chủ nhà họ Triệu thả con tép bắt con tôm. Mọi người đi vào đại viện đã dựng sẵn một đài đấu võ. Triệu Võ Linh, đời thứ ba của nhà họ Triệu sẽ lên sân khấu. Khi Triệu Võ Linh lên đài đấu và nói một vài lời mở đầu, mọi người không nghĩ đến người của nhà học Diệp sẽ đi lên so đấu với Triệu Võ Linh. Dương Bách Xuyên hơi híp mắt lại, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao nhà họ Triệu lại gấp không chờ nổi như vậy. Hôm nay nhà họ Diệp cường thế như vậy, nhưng không ngờ lại bị vả vào mặt một cái, không dám khiêu khích Dương Bách Xuyên có Vương Huyền Cơ làm chỗ dựa, chẳng lẽ không dám trêu chọc nhà họ Triệu thì sao? Rõ ràng người đệ tử nhà họ Diệp này muốn hạ gục Triệu Vũ Linh để xả giận. Thực lực của Triệu Vũ Linh là ám kình tầng 4, mà người lên đài là một thanh niên nhà họ Diệp cũng không khác biệt Triệu Vũ Linh nhiều lắm, nhưng nội lực là ám kình tầng 6, rõ ràng là bắt nạt Triệu Vũ Linh. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay là các thiên niên đồng lứa so tài với nhau, chỉ cần không bị thương và ảnh hưởng đến tính mạng thì đánh như thế nào cũng không quá đáng. Quan trọng hơn với tư cách là thế hệ trước, không được nhúng tay vào. Bởi vì trên danh nghĩa là so tài. Kẻ có thực lực mạnh mẽ có thể dùng tên tuổi để chỉ điểm những cổ võ giả thực lực nhỏ yếu. Dương Bích Xuyên nhìn thấy thanh niên Triệu Vũ Linh đi lên, sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên anh ta cũng biết hôm nay mình bị hành hạ. Nhưng không có cách nào khác, anh ta là chủ nhà, là người đầu tiên của nhà họ Triệu lên sân, không thể sợ hãi lùi bước, cho dù bị Diệp Tỏa đánh cho tàn phế cũng chỉ có thể chịu đựng. Diệp Tỏa đứng trên sân nắm tay Triệu Vũ Linh, nở nụ cười, anh Vũ Linh, Diệp Tỏa lên sân xin chỉ dạy. Khóe miệng Triệu Vũ Linh giật giật, trong lòng thầm chửi, chỉ dạy em gái anh. Anh là ám kình tầng 6 không biết xấu hổ. Tôi mới là ám kình tầng 4, rõ ràng là tới hành hạ tôi, còn nói xin chỉ giáo, chỉ bảo em dễ anh. Trong nội tâm Triệu Vũ Linh mắng nguyền rủa, trên mặt vẫn nở nụ cười, ôm quyền đáp lễ, anh Diệp Tỏa xin hãy lưu tình, em đây mới tầng 4 không thể so với đại cao thủ tầng 6 như anh, giữa chúng ta cách nhau 2 tầng. Giọng nói của Triệu Vũ Linh cố ý to hơn, chính là muốn nói cho mọi người biết giữa anh ta và Diệp Tỏa có sự chênh lệch, cho dù chút nữa có bị Diệp Tỏa đánh. Cũng không bị mất mặt, bởi vì khoảng cách giữa hai bên là rất lớn, nếu làm không tốt còn có thể để lại trên lưng Diệp Tỏa một người khi dễ người nhỏ yếu. Khóe miệng Diệp Tỏa giật giật, cười nói, Vũ Linh yên tâm, chúng ta chỉ là so tài mà thôi. Nhưng trong nội tâm anh ta kìm nén tức giận, nghĩ đến chút nữa đánh cho Vũ Linh tàn phế, cả giận cho nhà họ Diệp, hôm nay. Thực sự là quá nghẹn uất rồi.
Triệu Vũ Linh cười lạnh, vậy thì không hiểu rõ dụng ý của anh ta rồi. Dưới đài, Dương Bích Xuyên không biết vô tình hay cố ý, nhưng lão già kia trầm mặc, vẻ mặt âm tàn, hiển nhiên muốn biểu lộ ra vẻ nhất khẩu ác khí. Mà nguyên một đám nhà họ Triệu đều ôm mặt. Hai thế gia lớn vô hình đã bắt đầu đọ sức. Trên đài, dưới chân Diệp Tỏa khẽ động tấn công Triệu Vũ Linh, đánh một quyền thô bạo vào mặt tiền. Thực lực của hai người cách nhau đến hai tầng, kết cục vốn đã định sẵn, chính là Triệu Vũ Linh sẽ thua. Bây giờ vấn đề chính là, Triệu Vũ Linh có thể chống đỡ được mấy chiêu của Diệp Tỏa. Một số khán giả bàn tán rằng Triệu Vũ Linh không thể chịu được 10 chiêu. Cũng có người nói thực lực hai tầng, nếu cứng đối cứng một chiêu Triệu Vũ Linh sẽ thua. Đương nhiên nếu Triệu Vũ Linh không đối đầu trực diện với Diệp Tỏa, có thể chống chịu được 8 chiêu 10 chiêu, nhưng mà với tình hình hiện tại Diệp Tỏa sẽ không cho Triệu Vũ Linh một cơ hội. Công kích của Diệp Tỏa nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một chiêu nào đánh ra cũng đầy uy lực, thậm chí từng chiêu đều muốn làm cho Triệu Vũ Linh phế luôn, tàn nhẫn vô cùng. Quả nhiên, Triệu Vũ Linh không có gan đối đầu trực diện với Diệp Tỏa, chọn tránh né, tránh thoát công kích của Diệp Tỏa, nhưng Diệp Tỏa không cho anh ta một cơ hội nào cả. Một đá một quẹt đánh ra, nhưng chỉ là đòn đánh giả, ngay sau đó một chưởng tốc độ nhanh như chớp đập vào lưng Triệu Vũ Linh. Phụt! Triệu Vũ Linh bị Diệp Tỏa đánh một chưởng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Lúc này, Diệp Tỏa vẫn không từ bỏ việc truy đánh Triệu Vũ Linh, anh ta giả vờ đánh như chó mù đường. Người chứng giám nhà họ Diệp nghẹn uất nhất khẩu ác khí. Mà Triệu Vũ Linh cứng rắn nhận một chưởng của Diệp Tỏa, không phải là ngu ngốc, biết rằng hôm nay Diệp Tỏa sẽ không dừng tay, anh ta dứt khoát thuận thế lăn một vòng ra khỏi võ đài. Bộ dạng như vậy tuy có chút chật vật, nhưng có thể hảo hán không chịu thiệt thòi có thể thoát khỏi cuộc tấn công của Diệp Tỏa. Khi anh ta rơi khỏi võ đài, Diệp Tỏa không thể đuổi theo anh ta, nếu không các trưởng bối trong sân đương nhiên sẽ chỉnh đốn anh ta. Quả nhiên, sau khi Diệp Tỏa nhìn thấy Triệu Vũ Linh lăn khỏi võ đài, anh ta dừng lại, trong ánh mắt vẫn có sự tiếc hận. Hay! Mấy người khác của nhà họ Diệp lớn tiếng ủng hộ, sau đó là tất cả mọi người trong sân. Cổ võ giả là như vậy, suy cho cùng, thứ mà họ coi trọng chính là thực lực, ai bảo Diệp Tỏa là người mạnh. Ở hiệp thứ nhất, chủ nhà họ Triệu bị thua, sắc mặt Triệu Trường Sinh tối sầm. Nói với Triệu Viễn Thành ở bên cạnh, để Triệu Mục lên sân đi. Mà Triệu Mục trong miệng Triệu Trường Sinh nhắc đến không phải là nhánh chính của nhà họ Triệu, mà là đệ tử nhánh phụ của nhà họ Triệu, nhưng anh ta là một cổ võ giả ám kình tầng 7. Nếu nhà họ Diệp không biết xấu hổ, nhà họ Diệp cũng không phải không thể mặt dày một chút. Rất nhanh trong mắt của mọi người, một thanh niên gầy gò đã nhảy dựng leo lên võ đài, nắm chặt quyền tích chữ như vàng nói với Diệp Tọa, Triệu Mục nhà họ Triệu xin dạy bảo. Nói xong, anh ta căn bản không đợi Diệp Tỏa trả lời, hai tay múa may trực tiếp công kích, đa số mọi người đều không nhìn ra Triệu Mục xuất thủ, ngược lại họ nhìn thấy sắc mặt Diệp Tỏa tái nhợt, Triệu Mục trực tiếp đánh anh ta xuống võ đài. Nhà họ Triệu gỡ lại một ván. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 12, 8, 9 tuổi nhà họ Diệp bước lên võ đài. Trong sân có người lập tức thở dài, thiên tài nhà họ Diệp đã xuất thủ, có trò hay để xem rồi. Diệp Tỏa. Đột nhiên, có người ở trong phủ thở dài, thiên tài nhà họ Diệp đã ra tay, có kịch hay để xem rồi. Diệp Dạ, con trai út của Diệp Tái Thiên cũng là niềm tự hào của toàn bộ nhà họ Diệp. Chưa đến 30 tuổi đã đạt được ám kình tầng 8 đỉnh phong, là lão đại đầu tiên trong toàn bộ giới cổ võ Yên Kinh. Có người khó hiểu nói, không phải nói thanh niên đồng lứa đời thứ ba à. Diệp Dạ là con trai út của Diệp Tái Thiên, thân phận cao hơn. Như vậy có thể tính được hả? Hừ, cái này có là gì? Thanh niên đồng lứa so tài chỉ là những người dưới 40 tuổi, cũng không chỉ tính đồng lứa đời thứ ba. Thì ra vẫn còn có thể chơi. Bình thường thì không thể, nhưng hôm nay rõ ràng nhà họ Diệp rất muốn so tài với nhà họ Triệu, khác thường một chút là chuyện bình thường. Ra tay. Đang thảo luận, Diệp Dạ đã ra tay đánh Triệu Mục, đó là một cuộc so tài không ngừng nghỉ khác. Triệu Mục là ám kình tầng 8 đỉnh cao, Diệp Dạ là ám kình tầng 8 đỉnh cao, chênh lệch quá xa, nội lực của cổ võ giả càng được tăng lên, thực lực chênh lệch cũng trở thành một giai đoạn nhỏ. Vì vậy, giữa Diệp Dạ và Triệu Mục bị Diệp Dạ đánh ngã võ đài,
gãy xương cánh tay cũng không có gì ngạc nhiên cả. Lúc này, Diệp Dạ nhìn chung quanh dưới đài, ánh mắt khinh thường quần hùng, cũng không có thế hệ thanh niên nhà họ Triệu đi lên nữa. Còn các gia tộc khác đều không muốn dính líu vào phong ba giữa nhà họ Diệp và nhà họ Triệu, cho dù có người có thể đánh lại ám kình tầng 8 của Diệp Dạ này thì họ cũng sẽ không lên tham gia chung vui. Không có ai của nhà họ Triệu đi lên, Diệp Dạ vẫn đứng trên võ đài không có đi xuống, sau đó ánh mắt quét qua đám người, dừng lại trên người Dương Bách Xuyên, mới chậm rãi mở miệng nói, Dương Bách Xuyên, Diệp Mỗ xin chỉ giáo. Đang nói, Diệp Dạ nắm đưa tay về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích, mặc dù Dương Bách Xuyên có Vương Huyền Cơ làm chỗ dựa, nhưng bây giờ lấy danh nghĩa so tài, không dám giết Dương Bách Xuyên tại chỗ. Nhưng với danh nghĩa tỉ thí, trước khi nhất khẩu ác khí thì vẫn có thể. Hơn nữa, Vương Huyền Cơ bị dồn ép cũng không thể ra tay, nếu không Dương Bách Xuyên sẽ bị dọa sợ, dù thế nào thì cũng sẽ mất mặt. Lúc này trên mặt đám người nhà họ Diệp đều rất vui vẻ. Diệp Thái Thiên hữu ý vô ý liếc nhìn Vương Huyền Cơ, trong lòng thầm nói, Vương Huyền Cơ ông thật không muốn mặt mũi, bây giờ có thể không đưa Dương Bách Xuyên lên sân. Kỳ thực chính là như vậy. Sắc mặt Vương Huyền Cơ ảm đạm một chút, thật sự ông không thể mở miệng nói được lời nào ngăn cản, một khi nói ra, chẳng khác nào Dương Bách Xuyên thừa nhận thất bại, chính bản thân ông cũng sẽ phá hủy quy tắc thanh danh. Lúc này, khóe miệng Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng rằng một ám kình tầng 8 đỉnh cao là có thể áp chế bản thân, nực cười, chỉ cần không phải ám kình tầng 9, hôm nay tôi thật sự không ngại. Trong lòng anh đã nghĩ về việc lên sân. Nhưng đúng lúc này, Độc Cô Vô Tình luôn đứng sau lưng không nói gì, đi lên nói, tiên sinh tôi lên, cậu là chi chủ của Vân Môn, đi lên sẽ làm mất giá trị của con người, chỉ là một ám kình tầng 8 mà thôi, Vô Tình vẫn có thể tự tin xử lý được. Độc Cô Vô Tình nói chuyện, không đợi Dương Bách Xuyên ra tay, tiến lên một bước, dưới chân khẽ động đã lên võ đài, ôm quyền nói với Diệp Dạ, Độc Cô Vô Tình đệ tử Vân Môn, xin dạy bảo. Sắc mặt Diệp Dạ chìm xuống nói. Dương Bách Xuyên đã hèn nhát đến mức để cho một người phụ nữ xuất thủ à, còn đáng mặt đàn ông không thế. Trên mặt Độc Cô Vô Tình không chút biểu cảm, cô chậm rãi nói, tiên sinh nhà tôi chính là chủ của Vân Môn, thực lực ngút trời, sự đối chiến sẽ ra tay đánh chết anh, hơn nữa anh còn chưa đủ tư cách để tiên sinh tôi ra tay, đối với anh, Độc Cô Vô Tình tôi là đủ rồi. Diệp Dạ bị Độc Cô Vô Tình chọc tức không hề nhẹ cô. Muốn chết. Diệp Dạ tức giận đến mức định ra tay, nhưng lúc này, ông lão nhà họ Nhiếp dưới sân đột nhiên hỏi Độc Cô Vô Tình trên võ đài, trong cổ võ giới không có nhiều họ Độc Cô, dường như chỉ có nhà Độc Cô Ba Thục, xin hỏi cô Độc Cô Vô Tình có quan hệ thế nào với nhà họ Độc Cô tại Ba Thục? Chính xác, hiện tại Độc Cô Vô Tình là đệ tử của Vân Môn, tôi thay Vân Môn lên so tài, các vị tiền bối có mặt ở đây có thấy hợp lý không? Cô đã thừa nhận mình là thành viên của nhà họ Độc Cô tại Ba Thục. Trong sân bất ngờ nổi lên gợn sóng, nhà Độc Cô Ba Thục là một gia tộc cổ võ rất ít khi xuất hiện, là một gia tộc nổi tiếng về kiếm đạo trong cổ võ giới, người phương nào mà không biết. Cùng danh tiếng của Độc Cô Vô Tình, vẫn có rất nhiều người trong sân biết đến, nghe thấy Độc Cô Vô Tình tự xưng là đệ tử của Vân Môn, việc này có thể gây ra rất nhiều điều khó hiểu. Nhà Độc Cô Ba Thục tuy không phải cùng một trong tứ đại gia tộc cổ võ ở Yên Kinh, nhưng cũng là một gia tộc cổ võ có thế lực không hề kém. Bây giờ nghe chính miệng Độc Cô Vô Tình nói cô là đệ tử của Vân Môn. Có người biết rõ tình hình của nhà Độc Cô Ba Thục đều biết gia chủ của nhà Độc Cô Ba Thục cũng chính là cha mẹ của Độc Cô Vô Tình, nghe nói họ đã mất tích hơn 10 năm, bây giờ chính Độc Cô Vô Tình lo chuyện của nhà Độc Cô. Hôm nay Độc Cô Vô Tình lại nói rằng cô là đệ tử của Vân Môn, chẳng phải nói nhà Độc Cô là thế lực của Vân Môn à. Ngoài ra, Độc Cô Vô Tình còn gọi Dương Bách Xuyên là tiên sinh. Lúc nói chuyện ngữ khí có chút nghiêm túc, điều này Vô Tình khiến Dương Bách Xuyên càng thêm thần bí hơn. Dương Bách Xuyên và Vân Môn của anh rốt cuộc là thuộc về môn phái nào, điều bí ẩn nào khiến Độc Cô Vô Tình nguyện ý trở thành đệ tử của Vân Môn. Phải biết rằng Độc Cô Vô Tình chính là một cao thủ ám kình tầng 8, Độc Cô kiếm pháp của cô còn có chút thành tựu. Tuy nhiên, có tin đồn rằng 3 năm trước người phụ nữ này không biết vì sao mà bị hủy nhan, quanh năm phải đeo khăn che mặt. Nhưng giờ lại bình thường, dung mạo tuyệt trần, đâu có phải do bị hủy dung mới đeo khăn. Nếu hôm nay cô đeo khăn che mặt thì có lẽ đã sớm bị người khác nhận ra, không có khăn che mặt thì không có ai chú ý đến.
Lúc này tự giới thiệu, thực sự khiến mọi người kinh ngạc. Người nhà họ Diệp cũng thầm khiếp sợ, Diệp Tái Thiên nhìn Thái Thượng Độc Cô vô tình đang nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt bình tĩnh, trong nội tâm không khỏi có chút trống rỗng. Đang suy nghĩ xem liệu nhà họ Diệp có thể trêu chọc đến Dương Bách Xuyên của Vân Môn hay không. Một tông môn bí ẩn mà ngay cả Độc Cô vô tình cũng gọi là đệ tử, khiến Diệp Tái Thiên thực sự phải suy nghĩ cho thật tốt. Tuy nhiên tình hình hiện tại là tên đã trên dây không bắn không được, nếu nhận thua thì sau này nhà họ Diệp sẽ không còn uy nghiêm gì trong cổ võ giới này nữa, cho dù hôm nay có chịu thiệt thòi lớn thì cũng có thể chỉ có thể nuốt răng xuống bụng. Hơn nữa, nhà họ Diệp đều đặt niềm tin vào Diệp Dạ, không nhất thiết sẽ thua Độc Cô vô tình. Những lời nói vô tình của Độc Cô vô tình trên sàn tỉ thí rất không khách khí, khiến Diệp Dạ tức giận đến mức mất lý trí, đánh lại một quyền, tự nhiên nghe được những lời của Độc Cô vô tình, biết thêm về nhà Độc Cô Ba Thục. Nhưng mà cũng có thể làm gì? Anh ta đường đường là nhà họ Diệp ở Yên Kinh, sao anh ta có thể sợ một gia tộc Độc Cô? Dù sao bọn họ cũng là người của Dương Bách Xuyên, trong nội tâm Diệp Dạ nghĩ chỉ cần có thể đánh bại Độc Cô vô tình, sẽ khiến cho Dương Bách Xuyên mất mặt, như vậy mà thôi. Nhìn đúng thực lực của cổ võ giả. Anh ta là ám kình tầng 8 đỉnh phong, chỉ cần không phải chống lại các cao thủ ám kình tầng 9, anh ta thật sự không sợ bất cứ kẻ nào. Hai người có sức mạnh như nhau, ngay từ đầu họ đã ngang hàng với nhau. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn dưới sân, sắc mặt không hề gợn sóng, chỉ có anh hiểu rõ nhất thực lực của Độc Cô vô tình. Đan dược mà Độc Cô vô tình uống sẽ khiến thực lực thật của bản thân tăng lên, đối phó với Diệp Dạ cũng không thành vấn đề gì. Dương Bách Xuyên không lo lắng Độc Cô vô tình sẽ bị thua chút nào. Hơn nữa, trước khi đến, Lục Tuyết Hy đã dạy kiếm pháp tinh thần và tử hà quyết cho Độc Cô vô tình. Anh rất hiểu Độc Cô vô tình, cô sẽ chiến thắng trong vòng 10 chiêu. Quả nhiên, ngay từ đầu cả hai người đều tay nương không. Nhưng sau khi va chạm được vài chiêu, lúc đầu Diệp Dạ có chút nóng nảy, anh ta đã nắm lấy thanh kiếm cổ ở đằng sau, đột nhiên chém về phía Độc Cô vô tình, cô không kịp phản ứng một nhúm tóc đã bị chém đứt. Sau đó, khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ nở nụ cười, anh biết rằng Độc Cô vô tình đã nổi giận. Xoạt! Nguyễn kiếm không rời khỏi Độc Cô vô tình, đôi mắt cô lạnh vô cùng, cô vung kiếm một vòng quanh hông mình như một con rồng và đâm Diệp Dạ. Trong mắt mọi người chỉ toàn là bóng kiếm. Không biết trong nháy mắt Độc Cô vô tình đã đâm bao nhiêu kiếm. Dưới đài, chỉ có Vương Huyền Cơ, Phương Đạo Trường và mấy đại lão ám kình tầng 9 nhìn thấy Độc Cô vô tình trong nháy mắt đã đâm 18 nhát kiếm. Đương nhiên còn có tu chân giả Dương Bách Xuyên cũng thấy rõ điều đó, khi nhìn thấy bộ dạng của Độc Cô vô tình, hai mắt sáng ngời, phát hiện hơn một nửa trong số 18 nhát kiếm mà Độc Cô vô tình đâm về phía Diệp Dạ là kiếm pháp của nhà Độc Cô. Còn nửa còn lại là kiếm pháp tinh thần mà mình mới truyền dạy cho. Trong lòng anh thầm nói, nhà họ Diệp bại trận, Độc Cô vô tình có thiên phú bẩm sinh. Lúc này mới mất 2 ngày cô đã lĩnh hội được một phần của kiếm pháp tinh thần, thiên phú này hiếm thấy cực kỳ, điều này cũng cho thấy Độc Cô vô tình có một thiên phú đặc biệt về kiếm đạo hoặc cô là một kiếm phôi trời sinh. Chỉ nghe thấy Vương Huyền Cơ thở dài nói, cô gái này thật khó lường. Thiên phú kiếm đạo không hề kém ông cố Độc Cô bá của cô ấy, xem ra cổ võ giới sắp có một nữ tiên thiên về kiếm đạo. Thực sự rất khủng khiếp, nội lực thuần khiết mạnh mẽ, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Có vẻ không phải kiếm pháp Độc Cô, nhưng 9 nhát kiếm đầu tiên không giống như 9 nhát kiếm pháp sau, chẳng lẽ kiếm pháp này là cô tự nghĩ ra, nếu đúng như vậy, thần thoại về nữ tiên thiên rất có triển vọng. Phương Đạo Trường cũng đồng ý. Sẽ thua. Lúc này Vương Huyền Cơ mới nhẹ giọng nói. Dương Bách Xuyên nhìn về phía Thái Thượng. Quả nhiên, Diệp Dạ dưới 18 nhát kiếm của Độc Cô vô tình đã bị đánh lui, bị nhát kiếm của Độc Cô vô tình đâm xuyên qua bả vai, một cước đạp bay ra khỏi võ đài. Ngay lập tức, trong ánh mắt mở to của mọi người, Độc Cô vô tình nhảy xuống, trở lại bên cạnh Dương Bách Xuyên. Vẻ mặt cô không chút sợ hãi. Lúc này là lúc Triệu Vũ Linh vui vẻ nhất. Cùng với mấy đứa nhỏ nhà họ Triệu phản ứng, lớn tiếng nói, hay. Sau đó anh ta vỗ tay đầu tiên, giống như nhà họ Diệp bị anh ta đánh bại, đã có Triệu Vũ Linh khởi xướng, trong sân tất cả mọi người đều phản ứng kịp vỗ tay kêu hay, ủng hộ Độc Cô vô tình. Sắc mặt người nhà họ Diệp trong tiếng vỗ tay đen sạm đi, trong ván cuối cùng hôm nay, họ thua càng thêm thua.
Lần này có người của nhà họ Triệu lên tiếng, liệu có so tài gì không, trong sân cũng không có ai trả lời. Sau đó nhà họ Triệu đáp lễ lại, cho tất cả những ai đến và có thể khống chế nhà họ Triệu một nhân sâm rừng trăm năm. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm sửng sốt, đây là một tác phẩm nổi tiếng, tuy là nhân sâm rừng trăm năm tuổi, nhưng hôm nay có gần 1 triệu cổ võ giả, toàn bộ thiên cổ đều có nhân sâm rừng. Tất nhiên, người nhà họ Diệp không yêu cầu nhà họ Triệu đáp lễ, Triệu Trường Sinh đã trả lại viên thiên tinh thạch cho Diệp Tái Thiên khi Diệp Tái Thiên lấy nó. Động thái này chứng tỏ nhà họ Triệu và nhà họ Diệp hoàn toàn vạch ra ranh giới. Diệp Tái Thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, nhưng trước khi đi ra ngoài, cũng không nhìn lại nói, đại hội cổ võ hãy đợi đấy. Nói xong, ông đưa theo đệ tử nhà họ Diệp rời đi, lúc này toàn bộ đại thọ mới kết thúc viên mãn. Không biết câu đại hội cổ võ chờ xem làn muốn đe dọa ai. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng Pong ta đang uy hiếp anh, nhưng anh không quan tâm chút nào. Về phần đại hội võ cổ 2 tháng sau, anh đương nhiên biết, nhưng không rõ đại hội cổ võ này là làm cái gì. Đang suy nghĩ quay lại hỏi người quen. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại người của nhà họ Triệu, Dương Bách Xuyên, Vương Huyền Cơ và Phương Đạo Trường ở trên sân. Triệu Trường Sinh mời mấy người vào phòng trà, để họ dùng trà, cảm ơn Vương Huyền Cơ và Phương Đạo Trường. Trường Sinh không cần quá khách sáo. Sau ngày hôm nay, nhà họ Triệu và nhà họ Vương sẽ là người thân, ha ha. Lời nói của Vương Huyền Cơ, Dương Bách Xuyên thực sự coi họ như người thân. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với ba lão gia tử. Lúc này, Độc Cô vô tình nói, tiên sinh, tôi muốn gọi điện cho em trai nói cho nó biết tôi tới Yên Kinh, tôi muốn nói nhà mình sẽ đóng quân ở Yên Kinh, sau khi tiên sinh làm xong việc. Mời tinh sinh đến nơi đóng quân của nhà Độc Cô Lam khách. Dương Bách Xuyên sững sờ một lúc, sau đó phục hồi tinh thần lại nói, được rồi, cô có chuyện phải làm, tôi sẽ quay lại tìm cô. Dương Bách Xuyên nhớ Độc Cô vô tình đã từng nói qua nhà cô còn có một em trai tên là Độc Cô Hối, cũng là một thiên tài. Nếu nhà người ta ở Yên Kinh có nơi đóng quân, vậy thì không cần phải lo lắng. Vương Huyền Cơ bảo Vương Tông Nhân tiễn Độc Cô vô tình đi. Truyền thống của nhà họ Triệu cũng là phong kiến, phụ nữ không được phép có mặt, Triệu Nam sau khi pha trà cho mọi người cũng bị Triệu Trường Sinh đuổi đi. Trên bàn chỉ còn lại một ông già và Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Phương Đạo Trường nháy mắt với Vương Huyền Cơ, dường như muốn bảo Vương Huyền Cơ nói điều gì đó. Vương Huyền Cơ khục khục cười nhẹ, nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, bạn nhỏ Bách Xuyên, bần đạo có một yêu cầu quá đáng không biết có nên nói hay không. Tiên sinh ngài cứ nói, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay đối với sự ủng hộ của Vương Huyền Cơ, Dương Bách Xuyên thực sự rất cảm động, lúc nói chuyện rất chân thành. Điều này khiến Vương Huyền Cơ và Phương Đạo Trường rất vui. Được rồi, bần đạo nói thẳng, ông dừng lại nhìn Phương Đạo Trường, nói với Dương Bách Xuyên, là như thế này, cả đời Phương Đạo Trường si mê với con đường luyện đan, nhưng khổ nỗi không có phương pháp luyện đan chính thức nào. Vì vậy bần đạo hỏi một chút, xin bạn nhỏ Bách Xuyên chỉ cho Phương Đạo Trường một chút. Sau khi nói xong Dương Bách Xuyên có chút bối rối, nhưng bản thân Phương Đạo Trường thì rất căng thẳng, lẽ ra ông Nga có thể tự mình nói ra, nhưng ông nghĩ rằng quan hệ giữa Vương Huyền Cơ và Dương Bách Xuyên tốt hơn nên đã nhờ Vương Huyền Cơ can thiệp. Ông rất muốn luyện chế ra một bình đan dược thật sự. Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng hai người này trịnh trọng nói chuyện quan trọng gì đó. Thì ra là đạo trưởng Phương muốn luyện đan. Dương Bách Xuyên rất hiểu điều này, bởi vì võ cổ giả không có chân hỏa, đan dược luyện chế ra đều là đan giả. Nếu là người thực sự si mê luyện đan, hôm nay đạo trưởng Phương nhìn thấy đan bồi nguyên chân chính, tất nhiên sẽ khát vọng bản thân cũng có thể luyện chế được đan dược chân chính. Nhưng Dương Bách Xuyên biết đời này đạo trưởng Phương sẽ không còn hy vọng luyện chế được đan dược. Bởi vì ông ta không sinh ra được chân hỏa. Trong cơ thể không có chân khí, chỉ có nội lực, trừ khi ông ta có thể chuyển hóa được nội lực thành chân khí. Nhưng cho dù chuyển hóa nội lực thành chân khí, ông ta cũng không có chân nguyên ly hỏa, vẫn uổng phí như cũ. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút khó khăn, làm anh dạy bảo đạo trưởng Phương luyện đan không thành vấn đề, đối với anh chuyện này rất đơn giản. Dù sao trong đầu có một đống truyền thừa. Tùy tiện lấy ra một ít cơ sở luyện đan cũng đã đủ để đạo trưởng Phương suy ngẫm.
quan trọng nhất là truyền thụ những thứ đó cũng không có tác dụng gì, bởi vì đạo trưởng Phương là võ cổ giả, không phải là người tu chân, không có chân khí chân hỏa, tất cả đều là vô ích. Vì vậy Dương Bách Xuyên ngây người không nói gì, ngược lại làm Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương có chút xấu hổ. Đạo trưởng Phương xấu hổ mở miệng, nói, khụ khụ, Dương Đại Sư, bần đạo biết yêu cầu này rất quá mức, nếu không tiện thì thôi. Đúng vậy, Bách Xuyên tiểu hữu không cần quá để tâm, Phương Huynh là người thoải mái, sẽ không trách cậu. Vương Huyền Cơ nói. Dương Bách Xuyên hơi mỉm cười nhìn hai người, nói, hai vị hiểu lầm, giao lưu luyện đan là chuyện bình thường. Vừa rồi tôi đang suy nghĩ, phương pháp luyện đan của tôi có phù hợp với đạo trưởng Phương hay không? Nói xong Dương Bách Xuyên bỏ tay vào túi, thông qua không gian lấy ra ba viên đan bồi nguyên, đặt ở trên bàn nói với ba người, ba vị nhìn xem đan bồi nguyên tôi luyện chế có chỗ nào khác không? Ba người không để ý đến lời Dương Bách Xuyên nói, ngược lại trợn tròn mắt nhìn ba viên đan bồi nguyên Dương Bách Xuyên đặt trên bàn. Nếu lúc trước bọn họ còn nghi ngờ không biết có phải Dương Bách Xuyên luyện chế đan bồi nguyên hay không, vậy lúc này đã không còn chút nghi ngờ nào nữa. Hơn nữa cộng thêm một viên làm quà mừng thọ cho Triệu Trường Sinh, Dương Bách Xuyên đã lấy ra tổng 4 viên đan bồi nguyên. Nếu anh không phải là luyện đan sư, trong tay có thể có nhiều bảo đan như vậy. Đây chính là đan dược còn có phẩm chất tốt hơn cả đan tiểu bồi nguyên ở trận đấu võ, Dương Bách Xuyên tùy tay lấy ra cả 3 viên. Chuyện này làm cho ba vị cao thủ chịu kích thích mạnh. Lúc trước đạo trưởng Phương trả lại một viên đan quà mừng thọ cho Triệu Trường Sinh còn hơi đau lòng, bây giờ nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra 3 viên, trong lòng rất rung động, rất có thể Dương Bách Xuyên sẽ tặng 3 viên đan bồi nguyên này cho ba người bọn họ. Trong lòng kích động nghĩ thầm, đạo trưởng Phương cầm đan dược lên cẩn thận quan sát. Vương Huyền Cơ và Triệu Trường Sinh cũng cầm lên nhìn kỹ đan bồi nguyên trong tay. Vài phút sau đạo trưởng Phương kích động cảm thán, nói, đan dược đại sư luyện thật sự rất tuyệt, không nói đến năng lượng bên trong, chỉ nói đến tài chất bên ngoài đã đủ cảm thán, bóng loáng trơn trượt, bên ngoài không hề lưu lại bã của dược liệu, đều là tinh hoa của nước thuốc. Bần đạo luyện đan hơn nửa đời, đáng buồn là chỉ dã tan dược liệu pha trộn vào nhau, chỉ là đan dược giả, hiệu quả chỉ tốt hơn thuốc bắc bình thường một chút. Nói đến đây, đạo trưởng Phương rất xấu hổ. Sau đó ông ta làm ra một hành động khiến cho ba người Dương Bách Xuyên chấn động. Đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt của Dương Bách Xuyên, lớn tiếng nói, tiểu đạo Phương mãnh, cả đời cầu luyện đan, nhưng bất hạnh không vào được cửa đan đạo. Hôm nay gặp được đại sư, là trời cao an ủi tiểu đạo, cầu đại sư truyền phương pháp luyện đan cho tôi, tiểu đạo nguyện ý làm đan đồng dưới trướng của đại sư. Hành động này của đạo trưởng Phương không khác gì giết tôi, nhanh nhanh đứng lên đi. Dương Bách Xuyên bị mấy tiếng kêu đại sư của ông ta làm đỏ mặt, không nghĩ đến ông ta lại trực tiếp quỳ xuống, làm cho anh rất khiếp sợ. Nhưng vị này đã hạ quyết tâm, vẻ mặt cứng rắn chơi xấu nói, nếu đại sư không đồng ý tiểu đạo sẽ không đứng dậy. À, Dương Bách Xuyên bối rối. Bách Xuyên tiểu hữu, nếu không vi phạm nguyên tắc, cậu thỏa mãn ý nguyện của Phương đạo hữu đi, bần đạo đảm bảo phẩm tính của ông ấy không xấu. Vương Huyền Cơ đứng một bên cầu xin. Triệu Trường Sinh cũng mở miệng, nói, đúng vậy, tôi và Phương Huynh quen biết nhau vài thập niên, là người hiểu biết ông ấy nhất, chính là một người si mê đan dược. Thật ra lúc này trong lòng của Dương Bách Xuyên pháo hoa nổ đùng đoàng, lúc nãy còn đang suy nghĩ có nên lừa dối đạo trưởng Phương vào Vân Môn hay không. Dù sao Vân Môn vừa mới được thành lập, là thời điểm phát triển, nếu có một người có kinh nghiệm, danh tiếng ở giới võ cổ như đạo trưởng Phương chấn giữ, sẽ có trợ lực rất lớn đến sự phát triển của Vân Môn. Mặt khác mặc dù đạo trưởng Phương luyện đan luyện chế ra đan dược giả, nhưng ông ta có thời gian nghiên cứu lâu dài, chắc chắn hiểu biết về dược liệu vô cùng cao. Chỉ thiếu điều kiện về chân hỏa và phương pháp luyện đan, nhưng mấy thứ này Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể thỏa mãn ông ta. Chỉ cần đạo trưởng Phương trở thành người của Vân Môn, anh có thể truyền thụ công pháp tu chân cho ông ta, truyền thụ nguyên ly hỏa quyết cho ông ta, truyền thụ các loại cơ sở luyện đan mà sư phụ Vân Thiên Tà đưa tặng cho anh. Biến đạo trưởng Phương thành luyện đan sư của Vân Môn, đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa đạo trưởng Phương còn là võ cổ giả, là cao thủ ám kình tầng 9, mặc dù là ám kình tầng 9 hạ đoạn, không so được với Vương Huyền Cơ nhưng cũng là cao thủ. Không cần Vương Huyền Cơ và Triệu Trường Sinh cầu xin, Dương Bách Xuyên cũng sẽ đồng ý, ha ha.
Nhớ lại tên của đạo trưởng Phương là Dương Bách Xuyên lại muốn cười, Phương Mãnh, ha ha Phương Mãnh. Trên thực tế vị này rất đáng yêu, có chút tương tự với Thái Bạch Kim Tinh trong Tây Du Ký. Được, tôi đồng ý, ông nhanh đứng lên đi, Dương Bách Xuyên cười nói. Đạo trưởng Phương cực kỳ vui mừng, nhưng không đứng dậy ngay mà cúi người bái lại Dương Bách Xuyên, nói, Phương Mãnh bái kiến tiên sinh. Lúc trước ông ta nghe qua Độc Cô Vô Tình xưng hô Dương Bách Xuyên như vậy nên lấy dùng luôn. Dương Bách Xuyên mặt dày thừa nhận một lạy này, bởi vì ở trong truyền thừa tu chân giới, việc này cũng rất được chú trọng. Đạo trưởng Phương bái sư môn, nhưng Dương Bách Xuyên lại không định thu nhận ông ta làm đồ đệ. Nhưng nói trước, tôi có thể truyền thụ phương pháp luyện đan cho ông, nhưng lại không thể thu nhận ông làm đồ đệ, ông cần phải biết điều này. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm trong lòng. Muốn thu đồ đệ phải được sư phụ đồng ý, anh không dám đồng ý lung tung, nhưng thu nhận một luyện đan sư cho vân môn lại không có vấn đề gì. Đạo trưởng Phương nghe Dương Bách Xuyên sẽ không thu mình làm đồ đệ, trong mắt hiện lên sự mất mát, nhưng cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đồng ý truyền thụ phương pháp luyện đan cho ông ta, đối với ông ta nhiều đây cũng đủ rồi. Cảm ơn môn chủ, sau này Phương Mãnh sẽ tận tụy phụng hiến cho vân môn. Đạo trưởng Phương lập tức thể hiện thái độ. Chúc mừng Bách Xuyên tiểu hữu, chúc mừng Phương huynh, Vương Huyền Cơ cười chúc mừng. Triệu Trường Sinh lại cười khổ, không biết nên chúc mừng như thế nào. Bây giờ Dương Bách Xuyên có hồn ước với cháu gái của ông, tương đương với đời cháu của ông. Nhưng ông và đạo trưởng Phương là bạn tốt nhiều năm, là ngang hàng, bây giờ đạo trưởng Phương gia nhập sư môn, bối phận quá rối loạn. Vương Huyền Cơ nhìn ra bối rối của Triệu Trường Sinh, cười ha ha nói, Trường Sinh huynh việc gì phải rối rắm như vậy. Gặp ai thì xưng hô riêng thôi, ha ha. Dương Bách Xuyên cũng nghĩ đến vấn đề này, cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Con đường tu chân là con đường tự do tự tại, anh cũng không quá để ý đến vấn đề bối phận. Giống như Triệu Trường Sinh đã nói, về sau gặp ai thì xưng hô riêng thôi. Vì hóa giải xấu hổ của Triệu Trường Sinh, Dương Bách Xuyên cầm lấy một viên đan bồi nguyên, nói, ông nội Triệu, cháu tặng viên đan bồi nguyên này cho nhà họ Triệu. Xin hãy nhận lấy. Đây, quá quý rồi. Hai mắt của Triệu Trường Sinh đỏ bừng, nhưng vẫn nhận lấy. Mặc dù đã có một viên làm quà mừng thọ, nhưng loại đan dược như đan bồi nguyên ai sẽ chê ít, nói chuyện khách khí nhận lấy đan dược. Sau đó Dương Bách Xuyên lại đem hai viên còn lại cho Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương, cảm ơn hai người ra tay trợ giúp. Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương đều cực kỳ vui mừng, bọn họ đều là cao thủ ám kình tầng 9. Đặc biệt là Vương Huyền Cơ, chỉ thiếu một bước nữa có thể bước vào nhân vật bẩm sinh thần thoại, rất nhạy cảm với năng lượng bên trong đan bồi nguyên, giá trị của một viên đan dược là không thể đo được, bọn họ không từ chối. Sau đó mấy người nói thêm vài câu, Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương mới tạm biệt rời đi. Còn Dương Bách Xuyên chắc chắn phải ở lại, anh đã không gặp Triệu Nam rất nhiều ngày, muốn ở bên cạnh cô, chuẩn bị truyền thụ công pháp tu chân Tử Hà Quyết cho cô. Người bên cạnh đều tu luyện, không thể bỏ cô xuống. Sau khi dặn dò Vương Huyền Cơ về chuyện nhổ châm cứu cho Vương Lão Gia, nói 3 ngày sau sẽ đến đón Dương Bách Xuyên đi chữa bệnh cho Vương Lão Gia. Sau khi tiễn hai người, Triệu Trường Sinh gọi Triệu Nam dẫn Dương Bách Xuyên đi nghỉ ngơi. Tứ hợp viện của nhà họ Triệu rất lớn, không thiếu phòng, sau khi đi theo Triệu Nam vào phòng, Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa, bổ nhào vào người cô. Vào trong phòng. Dương Bách Xuyên bạo dạn ôm Triệu Nam, thân thiết nói nhỏ ở bên tai, vợ à? Anh có mấy vợ? Đột nhiên Triệu Nam hỏi một câu. À suýt chút nữa Dương Bách Xuyên bị sặc chết, không nghĩ đến Triệu Nam sẽ nói ra những lời này, ngay sau đó nghĩ lại liền biết chắc chắn cô đang nói Độc Cô Vô Tình. Quả nhiên, nghe thấy cô nói, anh quen biết người đẹp lạnh lùng hôm nay từ lúc nào? Khụ khụ, em hiểu lầm rồi. Lúc đầu Độc Cô Vô Tình là người bệnh của anh, sau đó, anh vâng theo ý chí của sư môn thành lập Vân Môn, cô ấy trở thành đệ tử của Vân Môn. Giữa anh và cô ấy không có gì cả. Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút thấp thỏm, anh cũng nghĩ đến sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, Triệu Nam đã mở lời đặt câu hỏi. Cũng may giữa anh và Độc Cô Vô Tình thật sự không có gì, khi trả lời trong lòng cũng coi như chính trực, không có quỷ. Vân Môn, Đan Bồi Nguyên. Vì sao lúc trước anh không nói cho em biết, ở trong lòng Triệu Nam, trước kia cô không thể hỏi đến những việc này, nhưng từ bây giờ có vẻ như cô có thể hỏi.
Từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ tương lai của Dương Bách Xuyên, giữa hai người có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, thật tình đổi thật tình. Lúc này Dương Bách Xuyên trở nên nghiêm túc, anh nhìn Triệu Nam, chuẩn bị nói cho cô về Vân Môn, truyền công pháp tu chân cho cô. Vân Môn chính là sư môn của anh, lúc đến Yến Kinh, anh đã chính thức xác định căn cơ của Vân Môn, Độc Cô Vô Tình là một trong số đó. Đan Bồi Nguyên cũng là đan dược tự anh luyện chế, có tác dụng tăng lên nội lực của võ cổ giả. Tình huống của anh thật ra em cũng có thể đoán được một ít, sư môn của anh có truyền thừa cổ xưa hơn cả võ cổ giả, bọn anh gọi là người tu chân. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam chậm rãi nói một ít chuyện có thể nói cho cô biết. Đợi sau khi nói xong, nhìn Triệu Nam nói, đại khái là như vậy, sau này em là vợ của anh, cũng là người của Vân Môn. Gia quy của nhà họ Triệu quy định chỉ truyền võ công cho nam không truyền nữ, truyền cho người nhà không truyền người ngoài. Bây giờ chỉ cần em nguyện ý anh sẽ truyền thụ phương pháp tu chân của Vân Môn cho anh, tất nhiên khi bước lên con đường này sẽ vô cùng nguy hiểm, em có bằng lòng hay không? Triệu Nam chớp mắt, hai mắt lập lòe ánh sáng và chân thành, nhìn Dương Bách Xuyên nói, hôm nay cho dù không có Vương lão gia làm mai mối, cả cuộc đời mày của em không phải anh không gả. Từ nay về sau nguyện mưa gió vẫn chung thuyền với anh, phía trước là bụi gai em cũng sẽ bước đi cùng anh, là vực sâu em cũng sẽ không nhíu mày, làm bạn với anh cả đời, không rời không bỏ. Trong lòng Dương Bách Xuyên run rẩy mềm nhũn, biết từng câu từng chữ của Triệu Nam đều phát ra từ tận trái tim, anh cảm nhận được rất rõ điều này, nhìn cô, Dương Bách Xuyên nói, kể từ khi em cứu anh, thật ra em đã cắm rễ ở trong trái tim anh. Hôm nay anh cũng cho em một hứa hẹn. Mặc kệ năm tháng sau này thay đổi ra sao, trong lòng anh vĩnh viễn có vị trí của em. Sau khi thổ lộ tâm ý cho đối phương, hai người nhìn nhau cười, thật ra đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam, bắt đầu cởi quần áo. Mặt của Triệu Nam đỏ bừng, lắp bắp nói, không, không được, chờ sau khi kết hôn mới có thể làm chuyện này. Dương Bách Xuyên nghe cô nói chuyện, ngây người một lúc. Sau khi lấy lại phản ứng, điên cuồng cười ha ha ha. Sau khi cười xong mới nói, em hiểu sai, ha ha, anh cởi quần áo là muốn tặng em một món quà. Nói xong Dương Bách Xuyên cởi áo tơ tằm tử kim xuống, chuẩn bị đưa cho Triệu Nam. Đây là bảo y linh khí hạ phẩm anh có được từ trên người Tư Không Nguyên, có thể ngăn chặn một đòn của luyện khí kỳ đại viên mãn. Bây giờ đưa cho Triệu Nam để bảo vệ cô. Quần áo này tên là tơ tằm tử kim, em mặc vào người, nó có thể bảo vệ em. Quần áo này có thể chống đỡ một đòn đánh của võ giả ám kình như ông nội em. Nói xong dùng suy nghĩ biến tơ tằm tử kim thành kích cỡ vừa với người của Triệu Nam, đưa cho cô. Bây giờ Triệu Nam còn chưa tu chân, cô chưa luyện hóa được tơ tằm tử kim, muốn biến hóa lớn nhỏ chỉ có thể qua tay Dương Bách Xuyên. Nhưng chuyện này cũng có chỗ lợi, sau này nếu Triệu Nam gặp nguy hiểm, anh có thể cảm ứng được. Không thể luyện hóa, có lẽ phòng ngự sẽ kém một chút, nhưng vẫn rất mạnh. Nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, Triệu Nam mới biết được bản thân hiểu lầm, còn tưởng rằng anh muốn làm chuyện đó, sắc mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, cầm lấy quần áo. Dương Bách Xuyên đảo mắt, nói với cô, vậy lên giường ngồi đi. À Triệu Nam lại mở to hai mắt nhìn. Ha ha, ý của anh là em ngồi trên giường, anh truyền công pháp tu chân cho em xem em lại hiểu sai rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Dương Bách Xuyên em đánh chết anh. Triệu Nam bị Dương Bách Xuyên trêu chọc hai lần liên tiếp, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo. Hai người chơi đùa, lăn xuống giường. Cả người của Triệu Nam mềm nhũn, bị Dương Bách Xuyên đụng chạm vào nơi nào đó trên cơ thể, không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Nhìn vẻ đẹp đỏ rực quyến rũ của cô, Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, không nhịn được hôn xuống. Vài phút sau, Triệu Nam dùng hết sức đẩy Dương Bách Xuyên ra, trách mắng, đừng làm loạn, hôm nay không được. Ha ha, vậy hôm nào Dương Bách Xuyên mặt dày cười hỏi, buông lỏng cô ra. Thật ra anh không thích cưỡng ép, trong chuyện này anh rất tôn trọng cô. Hừ. Được rồi, anh truyền công pháp tu chân cho em hướng về phía trước, ngồi ổn định, hít sâu, thả lỏng, tiếp theo mỗi một chữ của anh em phải nhớ kỹ trong lòng. Lần trước cho em dùng đan dược để củng cố thân thể của em, bây giờ xem ra điều kiện đã đủ, hôm nay anh sẽ hộ pháp cho em, tin tưởng không thành vấn đề. Vâng. Sáng sớm hôm sau,
Triệu Nam mở mắt, sau đó hét chói tai. A! À. Tiếng hét chói tai này dọa Dương Bách Xuyên đang ngồi tu luyện bừng tỉnh. Làm sao vậy? Vội vàng đến bên cạnh cô, lo lắng hỏi. Tối qua sau khi hộ pháp thành công cho cô, Dương Bách Xuyên phát hiện Triệu Nam đã nhập định, biết không thể quấy rầy nên để cô tự mình vận chuyển chân khí, cả đêm không nhìn cô, còn tưởng rằng cô tu luyện xảy ra vấn đề. Em, tại sao trên người em lại thối như vậy? Triệu Nam che mũi lại, hỏi. À, đây là tạp chất và độc tố bị cơ thể bài xuất ra sau khi tu luyện. Đây là chuyện tốt, đi tắm rửa sẽ không sao cả. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam, đặt một tay lên cổ tay của cô, vận chuyển chân khí thăm dò, lập tức một trận vui mừng ập đến. Anh không ngờ đến chỉ tu luyện một buổi tối, sau khi nhập định Triệu Nam đã là luyện khí kỳ tầng 1. Lẽ ra vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể cảm nhận được nạp khí ở trong cơ thể đã rất không tệ rồi. Không nghĩ đến cô trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn nạp khí, đạt đến luyện khí kỳ tầng 1, lợi hại hơn anh lúc trước. Dương Bách Xuyên vui mừng nói, vợ à, em chính là thiên tài tu luyện, một buổi tối đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 1. Trên mặt của Triệu Nam cũng tràn đầy vui sướng, làm gì có người phụ nữ nào không thích bị đàn ông khen, sắc mặt đỏ bừng, đứng dậy nói, em đi tắm rửa đã. Nhìn Triệu Nam rời đi. Trong đầu Dương Bách Xuyên xẹt qua những ghi chép về linh căn, phát hiện Triệu Nam chỉ có một linh căn tu luyện được ghi lại trong tu chân giới. Linh căn chia làm 5 loại linh căn thường thấy, kim mộc thủy hỏa thổ, càng chỉ có duy nhất một linh căn, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Triệu Nam thuộc về mộc linh căn cực kỳ thuần tịnh, không pha lẫn thuộc tính của linh căn khác, thiên phú linh căn cỡ này sẽ tu luyện nhanh hơn người khác vài lần. Trong tình huống bình thường, đa số người có thể chất nhiều linh căn. Ví dụ như Dương Bách Xuyên. Anh chính là thể chất thuộc tính ngũ hành, ở trong tu chân giới, linh căn này vừa là linh căn mạnh nhất, nhưng cũng là linh căn phế vật vô dụng nhất. Bởi vì thân thể ngũ hành, anh hấp thu linh khí gấp 5 lần người khác. Ví dụ như Triệu Nam chỉ có một linh căn, chỉ cần hấp thụ đầy một loại linh khí là có thể đột phá tu vi. Còn linh căn ngũ hành của Dương Bách Xuyên cần phải hấp thu đầy 5 loại mới có thể đột phá, chậm gấp 5 lần người khác. Tất nhiên 5 lần chỉ là cách nói biểu tượng, chân chính tu luyện thực sự không chỉ chậm 5 lần. Vì vậy linh căn chỉ có một, càng thuần tịnh thì tu luyện càng nhanh. Nhưng linh căn ngũ hành như của Dương Bách Xuyên cũng có chỗ tốt, một khi anh đột phá một bậc sẽ ngang với sự vô địch trong cảnh giới đó. Nhưng tiền đề là phải đột phá được. Vì vậy linh căn ngũ hành vừa là linh căn mạnh nhất cũng vừa là linh căn vô dụng nhất. Xem xong ghi chép về linh căn. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực. Anh biết sau này anh hấp thu linh khí trời đất sẽ phải trả giá nỗ lực gấp vài lần mới có thể đột phá một cảnh giới. Điều duy nhất anh có thể làm là trả giá gấp nhiều lần người khác, thậm chí phải cố gắng gấp mấy chục lần. Nhưng dù vậy, chỉ cần linh căn ngũ hành của anh có thể đột phá, sẽ trở thành mạnh nhất trong cảnh giới đó, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp. Mới ở nhà họ Triệu mấy ngày đã trở thành con rể của nhà họ Triệu, lễ vật là thứ không thể thiếu. Người khác có thể không đưa, thế nhưng ba vợ Triệu Viễn Hiền cứ bày vẻ mặt u oán, lại còn như có như không nhắc đến đan bồi nguyên mà hôm qua Dương Bách Xuyên mang theo bên người. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ luyện chế có một lò đan bồi nguyên, trước sau đã tặng hết 4 viên, trên người chẳng còn viên nào. Để xoa dịu sự oán giận của ba vợ, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị luyện chế lò đan bồi nguyên thứ 2. Ngày hôm sau đạo trưởng Phương đã đến tìm Dương Bách Xuyên. Bây giờ lão đạo sĩ này coi nghề tay trái của Dương Bách Xuyên như thần linh, mức độ kính trọng của ông khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà khắp người. Anh cũng hiểu là lão đạo trưởng này đang rất nóng lòng muốn học thuật luyện đan. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước vào sảnh nhà họ Triệu, đạo trưởng Phương và Triệu Trường Sinh đang vừa uống trà vừa nói chuyện nhanh chóng đặt tách trà sang một bên, như học sinh tiểu học đứng dậy nói tiên sinh ghé chơi. Ông Phương, sau này đừng khách sáo như vậy. Mọi người đều là người một nhà cả mà, tôi không để ý mấy phép xã giao lắm đâu. Dương Bách Xuyên nhìn rất bất lực khi đạo trưởng Phương nói, thật ra tôi là một người đơn giản, không quen mấy kiểu ràng buộc như vậy. Thưa ngài, lễ nghi phép tắc làm sao có thể bỏ được? Đạo trưởng Phương cung kính trả lời. Được rồi, tùy ông vậy, à đúng rồi, trong Bạch Vân Quan của ông có chỗ để luyện đan không? Dương Bách Xuyên muốn luyện đan, tất nhiên phải tìm một nơi vắng vẻ. Cũng không thể lấy lò luyện và linh dược từ trong hư vô ra trước mặt người khác chứ.
Bởi thế anh mới hỏi đạo trưởng Phương, tất nhiên mục đích chính là để luyện đan, ngoài ra anh còn muốn dạy cho đối phương một ít thuật luyện đan. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, đạo trưởng Phương vui mừng khôn xiết, vội nói, có, mọi thứ đều đầy đủ hết, mời ngài đi theo tôi. Sau đó, trước sự ngưỡng mộ của Triệu Trường Sinh, Dương Bách Xuyên đi theo đạo trưởng Phương đến Bạch Vân Quan. Vốn dĩ Triệu Trường Sinh muốn đi theo họ, nhưng không thấy Dương Bách Xuyên lên tiếng, chỉ có thể tiếc nuối nhìn hai người rời đi. Sau khi đến Bạch Vân Quan, đạo trưởng Phương đưa Dương Bách Xuyên đến một khu luyện đan. Sau khi vào trong, Dương Bách Xuyên phát hiện ra khu luyện đan của đạo trưởng Phương rất tươm tất, đó là một không gian rộng lớn từ 150 đến 160 mét vuông, chất đầy các dãy dược liệu. Bên kia có một lò luyện đan cao một thước, nhưng là vật phẩm loại thường. Nhìn xung quanh, Dương Bách Xuyên tặc lưỡi liên tục, chỉ riêng dược liệu trong phòng luyện đan này cũng đã đáng giá rất nhiều rồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nói với ông Phương, hôm nay tôi sẽ cho ông hiểu cặn kẽ, võ cổ giả không thể chế tạo ra những viên đan dược chân chính được, cho nên nếu ông muốn trở thành một nhà luyện đan thuật, ông phải thay đổi cách tu luyện, tôi sẽ dạy cho ông công pháp tuyệt đỉnh của Vân Môn, dựa vào nội lực tu luyện của ông chuyển hóa thành chân khí, không khó lắm đâu. Những gì chúng tôi luyện ở Vân Môn là các bài công pháp khác với các môn võ mà ông đã biết, nhưng tu luyện, chúng tôi được gọi là người tu luyện, năng lượng trong cơ thể không được gọi là nội lực, mà được gọi là chân khí hoặc chân nguyên. Chỉ có chân nguyên mới có thể sinh ra chân nguyên ly hỏa. Về lý thuyết, chân nguyên ly hỏa có thể đốt cháy bất cứ thứ gì trên thế giới và chỉ có chân nguyên ly hỏa mới có thể luyện ra những viên đan dược chân chính thôi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên giơ lòng bàn tay lên, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một ngọn lửa màu vàng sẫm có kích thước bằng nắm tay. Ngay sau đó, khi đôi mắt của đạo trưởng Phương mở to, anh dập ngọn lửa trên nền đá xanh. Nền đá xanh dày bằng ngón tay lập tức đã bị ngọn lửa làm tan chảy. Dương Bách Xuyên giơ tay dập tắt ngọn lửa, cười khẩy nói, đây là chân nguyên ly hỏa, ngọn lửa thuộc về người tu luyện, chỉ có loại lửa này mới có thể luyện ra một viên đan dược chân chính. Trên thực tế, đan bồi nguyên mà tôi luyện chế ra chỉ là viên đan dược cấp thấp nhất trong kế thừa cơ nghiệp của sư phụ, viên đan dược thật sự là tiên dược trong mắt người thường, môn phái này đương nhiên cũng tồn tại, tiền đề là phải có công thức chế tạo đan dược và linh dược. Sau đó mới có thể luyện chế ra đan dược, những viên đan dược cao cấp chân chính. Dương Bách Xuyên tạm thời không nói tiếp. Đạo trưởng Phương phịch một cái quỳ xuống đất, run rẩy vì phấn khích và nói với Dương Bách Xuyên, tôi biết ngài không phải là người phàm mà là một vị tiên trên thế giới. Đời trước tôi là trẻ bị bỏ rơi được sư phụ nhận nuôi để trở thành một đạo sĩ, sau đó mới định cư ở Bạch Vân Quan. Khi sư phụ còn sống, ông ấy nói trong lịch sử và nền văn minh cổ đại Trung Quốc, thực sự có tồn tại những người có phép thần thông, lão đạo rất tin vào điều này, tôi không ngờ lại có thể gặp được một người như vậy đang đứng trước mặt mình. Đây là phước ba đời của lão đạo, xin ngài truyền cho tôi phương pháp trường sinh bất lão, thể kiếp này sẽ phục vụ ngài, trung thành với Vân Môn, trung thành với ngài. Nếu tôi có vi phạm lời thề, thì xin trời đánh tôi, xin ngài giúp đỡ tôi. Dương Bách Xuyên nhìn đạo trưởng Phương, anh đang sững sờ lắng nghe những gì ông nói. Anh không ngờ vị đạo sĩ già này lại bị kích động đến như vậy. Cho ông thấy chân nguyên ly hỏa thực ra chỉ là để ông chuẩn bị tâm lý và hiểu rõ hơn chứ không ngờ lại bị hiểu thành ý khác, nhưng lại đổi được lòng trung thành lão đạo, như vậy cũng tốt, anh có thể an tâm truyền lại gia nghiệp của thuật luyện đan cho ông rồi. Ông Phương, đứng lên đi, tôi sẽ cho ông xem chân nguyên ly hỏa là để cho ông hiểu tâm lý. Hôm nay tôi đến với ông là để tìm cơ hội dạy cách luyện đan. Về sau đừng quỳ như thế làm gì. Vâng, theo lời ngài dạy bảo. Sao lại thành dạy bảo rồi, ôi trời, thôi bỏ đi, về sau tùy ông vậy, đi tìm bút mực mang đến đây, tôi sẽ viết ra một số kinh nghiệm luyện đan và công thức luyện đan cho ông. Cảm ơn ngài. Anh vừa nói xong, đạo trưởng Phương đáp lại rồi vội vàng chạy đi tìm bút mực. Dương Bách Xuyên đã luyện tập thư pháp ở trường vài ngày trước. Vẫn có thể đọc hiểu những chữ mình viết, anh cầm lấy bút mực rồi bắt đầu viết. Suy nghĩ một lúc, anh viết ra ba công thức đan tôi thể, đan tinh long và đan chú nhan, sau đó tìm kiếm và sửa sang lại một số những ý tưởng tâm đắc nhất về việc luyện đan trong đầu. Trước sau phải mất nửa tiếng đồng hồ, trước khi giao cho đạo trưởng Phương, anh nói, đây là ba công thức luyện đan và kinh nghiệm cơ bản của thuật luyện đan. Tôi có chú thích một số chi tiết ở trên, ông chăm chỉ nghiên cứu.
cái này không khó lắm đâu. Về phương pháp tu luyện của môn phái này, Thiên Thần Kinh và Ly Hỏa Quyết, tôi đã giao cho chị em nhà họ Lục ở Cố Đô, cô ấy là một giáo viên tốt, ông có thể đến Cố Đô và tìm chị em nhà họ Lục, cô ấy sẽ dạy cho ông, cô ấy còn là người bảo vệ vân môn của tôi, sau khi đến đó ông có thể hỏi cô ấy lời khuyên về nhiều câu hỏi trong quá trình thực hành của ông. Dương Bách Xuyên không có thời gian để đi cùng ông để dạy ông tu luyện, cho nên anh giao nhiệm vụ này cho chị em Lục Tuyết Hy. Đạo trưởng Phương đương nhiên hứa liên tục, miễn là ông có thể luyện được thuật luyện đan thì cái gì ông cũng sẽ làm. Cầm công thức thuật luyện đan và công thức luyện đan do Dương Bách Xuyên viết trên tay, đạo trưởng Phương xem nó giống như một báu vật. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên bảo ông rời đi, để anh chuẩn bị luyện đan dược trong căn phòng bí mật này. Nhưng khi đạo trưởng Phương chuẩn bị ra ngoài, Dương Bách Xuyên vẫn giải thích, ông Phương, ông nhớ kỹ, công thức luyện đan không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây ra vô số rắc rối cho vân môn của tôi, ông vẫn là một võ cổ giả, về tu luyện và vân môn của tôi thì nếu không có sự cho phép của tôi, ông nhất định không được truyền bá nửa lời, nếu không đừng trách vân môn không nể tình. Miệng nói như vậy kỳ thực làm gì có quy môn nào, chủ yếu chỉ muốn nhắc nhở đạo trưởng Phương thôi. Mọi thứ về những người tu luyện vẫn chưa xuất hiện trên trái đất ngày nay, mọi người chỉ biết về những võ cổ giả mà thôi. Nếu chuyện của người tu luyện bị lộ ra ngoài, không ai có thể đoán trước được hậu quả sẽ như thế nào, chủ yếu là chủ muốn nhắc nhở ông. Khi đạo trưởng Phương nghe những lời Dương Bách Xuyên nói, toàn thân ông run lên, ông nghiêm nghị nói, thưa ngài, xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ những công thức đan dược này bằng cả mạng sống của mình. Được rồi. Ông lui ra đi. Dương Bách Xuyên có thể thấy mình không thể nói chuyện với ông già này một cách đàng hoàng được, nếu nói chuyện với ông nghiêm túc hơn một chút, ông sẽ coi nó như là thánh chỉ của Hoàng thượng mất. Sau khi đạo trưởng Phương ra ngoài, Dương Bách Xuyên khóa các căn phòng bí mật lại, triệu tập lò luyện đan thượng đan và bắt đầu luyện đan. Sau khi trời tối, Dương Bách Xuyên bước ra khỏi căn phòng bí mật, anh làm một lò 12 viên đan bồi nguyên. Cũng làm thêm một lò đan tôi thể những thứ này anh định dùng để tặng cho người khác. Sau khi rời khỏi Bạch Vân Quan, anh trở lại nhà họ Triệu, gửi một viên đan bồi nguyên và một viên đan tôi thể cho ba vợ và em vợ, cuối cùng cũng đã đánh tan được sự giận dỗi trong lòng ba vợ. Ngày hôm sau, đã là ngày thứ ba ở nhà họ Triệu, Vương Tông Nhân đến đón Dương Bách Xuyên về nhà họ Vương, chuẩn bị chữa bệnh cho ông cụ nhà họ Vương. Vào ngày này, Triệu Nam cũng rời nhà trở về Cố Đô, theo cô nói, lãi 100 triệu tệ đã thỏa thuận với gia đình còn chưa hoàn thành, bây giờ nhất định phải hoàn thành. Vốn dĩ hôn ước với nhà họ Diệp đã chấm dứt, cũng không cần hoàn thành ước định với gia tộc mình, nhưng tính cách của Triệu Nam rất mạnh, là một người rất háo thắng, nói được làm được. Cô ấy nói với Dương Bách Xuyên sẽ ra ngoài sau khi hoàn thành thỏa thuận với gia đình, giống như tâm nguyện mà cô ấy đã nói trước đây. Có thể đến một vùng núi xa xôi làm giáo viên dạy học. Dương Bách Xuyên không ngăn cô ấy lại, mà còn tặng riêng cho Triệu Vũ Linh thêm một viên đan bồi nguyên, yêu cầu anh ta đi theo Triệu Nam để bảo vệ cô ấy thật tốt. Triệu Vũ Linh rất vui về điều này, bây giờ, trong mắt anh ta, Dương Bách Xuyên là một võ cổ giả giàu có, nên anh ta nhất định sẽ bám chân của anh thật chặt. Hôm nay có nhiều người đến nhà họ Vương hơn bình thường. Vương Tông Nhân nói cho Dương Bách Xuyên biết trong số những người đến đây hôm nay có những người đến từ Đại học Y khoa, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ông cụ nhà họ Vương là trụ cột của quân đội, đương nhiên sẽ được chú ý nhiều hơn. Khi Dương Bách Xuyên bước vào, anh đã nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý, tò mò có, nghi ngờ cũng có. Tất nhiên, với sự có mặt của Vương Huyền Cơ, không ai dám nói gì, càng không dám nói lung tung. Chưa kể đến lão thần tiên này sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước vào còn nhiệt tình đến mức nào. Tự mình ra cửa chào hỏi, nói chuyện giống như đã quen biết Dương Bách Xuyên từ lâu, thậm chí còn có chút cung kính. Đây là sự thay đổi trong mắt của những người có mặt hôm nay. Họ rất tò mò về Dương Bách Xuyên. Điều không ai biết là Vương Huyền Cơ đã bị sốc sau khi dùng đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên. Đêm hôm đó, sau khi từ nhà họ Triệu trở về, Vương Huyền Cơ đã dùng đan bồi nguyên, kết quả một viên đan bồi nguyên làm cho nội lực của ông đã nhiều năm không có lấy nữa phần dao động đột nhiên có chút bế tắc và lỏng lẻo. Từ 10 năm trước, Vương Huyền Cơ đã tìm kiếm đột phá, đi chu du khắp núi sông, nhưng dù gian khổ khó khăn cũng không có tiến bộ. Cơ sở tu luyện của ông là Hắc Ám Viên mãn tầng 9,
kế tiếp chính là thần thông bẩm sinh, cảnh giới võ công mà ở thời hiện đại hầu như không ai có thể đạt tới. Điều đáng tiếc là 10 năm qua không có tiến bộ đã khiến Vương Huyền Cơ từ bỏ bước đột phá của mình, những năm gần đây, các chức năng của toàn thân đều kém đi và dần lão hóa, ông cũng nhận thấy rõ chuyện này. Vì vậy, bản thân ông đã từ bỏ việc theo đuổi võ thuật để tiến bộ hơn, cho rằng huyền thoại bẩm sinh chỉ là truyền thuyết, có lẽ không ai có thể đủ trình để đạt được. Chỉ còn chờ một ngày nào đó quay về với cát bụi. Không ngờ, một viên đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên đã mang lại cho ông một niềm hy vọng lớn lao. Sau khi uống vào, sinh khí lão nhân trong cơ thể sau một đêm khôi phục, nội lực gần 10 năm không hề lay chuyển cũng tăng lên một ít. Chỉ là một sự gia tăng nội lực nhỏ đã cho phép Vương Huyền Cơ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, hay nói đúng hơn là cảm nhận được điều đó. Dù chỉ là cảm giác mơ hồ nhưng Vương Huyền Cơ tin chắc rằng đằng sau cánh cổng đó chính là cánh cổng thần thoại trong truyền thuyết. Sức sống trong cơ thể được phục hồi giúp ông có đủ niềm tin, tin rằng một ngày nào đó ông sẽ đạt được công lực thần thoại bẩm sinh. Ông nghĩ rằng với sự già đi của cơ thể mình sẽ có thể sống nhiều nhất là một năm rưỡi nữa thôi. Nhưng bây giờ ông thực sự cảm thấy rằng sống thêm 18 năm nữa cũng không có vấn đề gì cả. Những thay đổi này, Vương Huyền Cơ biết đều do đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên mang đến cho ông. Thần thoại không còn là giấc mơ nữa. Chỉ cần đủ hiểu, Vương Huyền Cơ cảm thấy mình có thể bước vào cảnh giới huyền thoại đó trong vòng 5 năm tới đây. Cho nên ông đối với Dương Bách Xuyên đầy lòng biết ơn, không ai biết được trong lòng ông đã kích động nhiều thế nào. Gặp lại Dương Bách Xuyên, ông cụ không quan tâm sự ngạc nhiên của thế hệ trẻ, niềm nở bước đến chào đón anh. Mà Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra sự khác biệt ở Vương Huyền Cơ, khi buông bỏ linh cảm, anh đã tìm thấy sức sống và sự thay đổi của khí, máu và hơi thở của ông, sau khi suy nghĩ một hồi, anh biết mình đã được một chút thành tựu. Chúc mừng ông, đối mặt với Vương Huyền Cơ, anh chúc mừng ông một tiếng. Ha ha! Phải nói là lần này bần đạo đã nợ anh bạn nhỏ Bách Xuyên đây một ân huệ lớn. Lần này tôi được như vậy phải cảm ơn anh bạn nhỏ chứ, cảm ơn rất nhiều. Vương Huyền Cơ nhìn Dương Bách Xuyên lịch sự nói. Dương Bách Xuyên không trốn tránh mà nhận món quà này, vì anh hiểu rằng ông cụ đang ám chỉ đan bồi nguyên, nếu không nhận món quà này từ ông, nó sẽ để lại trong lòng ông một nỗi vướng bận, làm cho ông cứ cảm thấy áy náy về ân huệ này, về sau cũng không tốt cho tâm cảnh võ thuật của ông. Vương Huyền Cơ nhìn thấy Dương Bách Xuyên không tránh né, sau khi chào hỏi xong, nhìn thấy Dương Bách Xuyên càng ngày càng cảm kích, ông chậm rãi mở miệng nói, không thể tin được là bần đạo lúc tuổi già sức yếu còn có thể gặp được tri kỷ, đúng là ông trời phù hộ cho bần đạo. Một già một trẻ đối diện nhìn nhau cười lớn. Đây còn được gọi là bạn vong niên. Hai người cười thành tiếng, trong mắt bọn trẻ nhà họ Vương cảm thấy khó hiểu, nhưng còn lại đều là sợ hãi. Nhất là đối với những người chưa từng nhìn thấy Dương Bách Xuyên bao giờ, trong lòng nghĩ rằng Dương Bách Xuyên có tư cách gì mà có thể đứng ngang hàng với lão thần tiên của nhà họ Vương. Bất kể con cháu nhà họ Vương có mặt đầy đủ ở đây, dù sao họ cũng không nói gì nên Dương Bách Xuyên đi theo Vương Huyền Cơ vào sảnh sau. Tuy nhiên, khi đến sảnh sau, Dương Bách Xuyên thấy có hai ông già tóc bạc, sau khi được Vương Huyền Cơ giới thiệu, anh mới biết hai người này là bậc thầy về y học Trung Hoa. Một trung y và một tây y, tất cả đều là những cấp thủ trưởng đến xem bệnh. Đứng trước những bác sĩ già đức cao vọng trọng như vậy, anh phải thật lịch sự và lễ phép, bước đến bắt tay hai người họ. Bắt đầu với bác sĩ tây y, có lẽ là do Vương Huyền Cơ giới thiệu, đối phương bắt tay gật đầu, có chút khinh người, Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm, nếu là tuyển thủ quốc gia thì có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Anh bắt đầu đưa tay ra chào hỏi vị bác sĩ đông y già, chào ông Tiền. Vương Huyền Cơ giới thiệu người này là Tiền Sinh, đối phương không thèm bắt tay Dương Bách Xuyên mà chỉ hỏi, hừm, cậu nhóc, cậu là đông y hay tây y vậy? Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ rồi nói, xem như là đông y đi. Xem như là sao, cậu vẫn còn chưa tới 25 tuổi, còn dám tới xem bệnh cho ông cụ Vương đã bệnh nặng nhiều năm à? Tiền Sinh trực tiếp công kích Dương Bách Xuyên. Lần này, cho dù tính tình của Dương Bách Xuyên có tốt thế nào cũng không nhịn được, lão già này được lắm, tôi coi trọng ông như vậy mà ông không vuốt mặt nể mũi là thế nào. Một lúc sau, mặt anh trầm xuống hỏi, uống nhiều thuốc không có nghĩa là y thuật cao thì tại sao ông vẫn chưa thể chữa khỏi bệnh cho ông Vương vậy? Hay là hết cách rồi đúng không?
Cậu, tiên sinh giận dữ. Cậu cái gì mà cậu, ông không có cách thì đâu có nghĩa là tôi cũng không có cách. Tôi dám nói tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông Vương, ông dám không? Được rồi, hôm nay để tôi xem một tên nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh như cậu có thể chữa khỏi bệnh như thế nào. Nếu cậu có thể chữa khỏi căn bệnh mà toàn bộ học viện y khoa của chúng tôi không thể làm gì được, hôm nay lão tiền này sẽ quỳ dập đầu dưới chân cậu, về sau gặp cậu sẽ gọi cậu là thần y. Hai người đừng cãi nhau nữa mà, Vương Huyền Cơ vội vàng thuyết phục khuyên can họ. Tiên sinh cuối cùng cũng im bặt, mặc kệ ông ta nói cái gì cũng muốn cho Vương Huyền Cơ mặt mũi, nhưng ông ta cũng nói nếu như hỏi Dương Bách Xuyên trị bệnh thì có chuyện gì xảy ra bọn họ sẽ không chịu trách nhiệm. Vì lý do này, Vương Huyền Cơ hoàn toàn đảm bảo rằng ông rất tin tưởng vào Dương Bách Xuyên. Khi quá trình điều trị bắt đầu, Dương Bách Xuyên thản nhiên nói, cụ và Vương Kiêm gia ở lại phụ cho tôi, những người không liên quan còn lại đi ra ngoài. Đừng làm phiền quá trình điều trị bệnh của tôi. Câu nói vu vơ cứ thế mà tự nhiên thốt ra từ trong miệng anh, làm cho hai danh y quốc gia đều nhếch miệng giận dữ, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài. Để Vương Huyền Cơ lại là bởi vì dù sao ông cũng có nội lực cao hơn, có thể ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, trong khi Vương Kiêm gia là nữ nên cẩn thận trọng hơn, có thể giúp lau mồ hôi hay gì đó cũng ổn. Sau khi kiểm tra cơ thể của ông cụ Vương, thấy ông có thể chịu được sự điều trị của chân khí, Dương Bách Xuyên dùng tay trái lấy ra một viên đan bồi nguyên khác, chia làm ba rồi đưa cho ông 1/3 để củng cố sinh lực. Sau đó trực tiếp cầm lên kim bạc, không cần dùng dao. Anh trực tiếp dùng kim bạc làm dao, cắt xuống nơi có mảnh đạn. Lúc này, Dương Bách Xuyên phải vực dậy tinh thần, ý thức tinh thần của anh phải tập trung vào mảnh đạn ở phía sau đầu của ông Vương, anh đặt tay lên vết thương và từ từ hấp thụ mảnh đạn bằng chân khí của mình. Toàn bộ quá trình diễn ra rất thong thả, bởi vì mao mạch và dây thần kinh bị thương, cho nên anh không dám nhanh, cũng không dám bất cẩn dù chỉ là một chút. Nhờ sự tồn tại của ý thức tâm linh, Dương Bách Xuyên mới dám hành động một cách táo bạo như vậy. Phải mất hơn 10 phút để di chuyển mảnh đạn ra khỏi mạch máu, nhưng đến thời điểm này nó đã ra hơn một nửa. Trên trán Dương Bách Xuyên cũng lấm tấm những hạt mồ hôi, sau lưng áo cũng ướt đẫm. Những điều này hoàn toàn là vì tinh thần anh đang tập trung rất cao độ. Mảnh đạn cuối cùng cùng rời khỏi mạch máu và dây thần kinh, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nói chứ không quay đầu lại, lau mồ hôi đi. Vào lúc này, Vương Kiêm gia từ lâu đã bị sự độc đoán của Dương Bách Xuyên đối với tiền sinh từ lâu, ngoài ra cô còn tận mắt chứng kiến quá trình mở hộp sọ của cha mình bằng một cây kim bạc, trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ Dương Bách Xuyên. Khẽ kêu một tiếng lấy tay lau mồ hôi, Vương Kiêm gia tỉnh lại như mơ, vội vàng cầm khăn lau mồ hôi, nhưng sau đó cô không dám xuất khí, đành đứng sang một bên. Bởi vì cô phát hiện ra là cơ thể của Dương Bách Xuyên vẫn còn rất căng thẳng, anh đang cố lấy mảnh đạn ra khỏi dầu ba cô nên tâm trí cũng bị hao tổn không ít. Trong mắt Vương Kiêm gia lúc này, vẻ mặt của Dương Bách Xuyên rất tập trung, anh có một sức hấp dẫn riêng khiến cô không thể rời mắt. Tất cả những người như anh lúc tập trung đều hấp dẫn như vậy sao? Trong lòng Vương Kiêm gia thốt lên một câu. Chính dáng vẻ chăm chú của Dương Bách Xuyên đã tạo nên một khe hở trong trái tim đã khép kín suốt 3 năm qua của cô. Không biết đã qua bao lâu, Vương Kiêm gia nghe thấy một âm thanh rõ ràng và giòn giã. Đinh! Đột nhiên, Dương Bách Xuyên đặt một miếng sắt có hình móng tay nhỏ và đỏ ngầu vào trong tấm sắt. Anh thành công rồi! Vương Kiêm gia kích động nói, ánh mắt vô thức trở nên mờ mịt. Vương Kiêm gia nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cách lấy mảnh đạn ra, nhưng cô không ngờ mồ hôi trên trán của Dương Bách Xuyên ngày càng nhiều. Anh nhanh chóng bảo cô đến lau mồ hôi cho mình. Lúc này mồ hôi trên trán Dương Bách Xuyên lăn dài như hạt đậu nành, có vẻ như anh cố hết sức rồi. Vương Huyền Cơ bước tới và nói nhỏ với Vương Kiêm gia, con gái đừng đụng vào anh bạn nhỏ Dương Bách Xuyên, có vẻ như quá trình chữa trị của cậu ấy đã bước vào giai đoạn cuối rồi, cũng đã đến giai đoạn quan trọng. Chúng ta từ từ mà làm. Vâng. Vương Kiêm gia gật đầu, nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, trong mắt cô, luồng khí trắng nhẹ từ đầu của Dương Bách Xuyên rất ảo diệu, giống như là một cao thủ võ thuật trong phim đang chữa bệnh bằng nội lực vậy. Điều cô không biết là tình hình của Dương Bách Xuyên lúc này là như vậy. Khi Dương Bách Xuyên lấy mảnh đạn sau đầu ông cụ Vương ra, tưởng mọi chuyện suôn sẻ,
anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ lại phát hiện ra vấn đề lớn về mặt tinh thần. Mao mạch bị mảnh đạn đè nén quá lâu, khi lấy mảnh đạn ra, máu lưu thông làm mạch máu bị vỡ, nếu chỉ là một thôi không nói, nhưng quan trọng là có đến ba mao mạch đều xuất hiện vết nứt. Lần này Dương Bách Xuyên hoảng sợ, để máu chảy ra thì sẽ có chuyện không hay. Lúc này anh chỉ có thể dùng sức mút ra, trong thần thức của anh cũng phát hiện sinh khí của ông cụ Vương đang dao động, nguyên nhân là do huyết mạch bị vỡ. Dương Bách Xuyên không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, nhanh chóng nhìn thấy hai viên bồi nguyên còn lại đã được đưa vào miệng của ông cụ Vương, anh đặt một tay lên lưng ông, dùng chân khí của mình để dẫn dắt và áp chế sinh lực mạnh mẽ của viên đan bồi nguyên. Tay còn lại áp vào vết thương để hàn gắn ba đoạn mạch máu bị nứt lại. Hơn nữa anh vẫn đang lục tung những cuốn sách y học trong đầu, tìm kiếm một phương pháp thích hợp hơn để có thể sửa chữa các mạch máu. Hiện tại anh đang dùng chân khí để chữa, nhưng không thể cùng lúc sửa chữa ba mạch máu được. Mặc dù biết làm vậy ông cụ Vương lúc này rất nguy hiểm, nhưng chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân không bị hoảng loạn, lúc này càng phải tập trung, không được để tâm trạng bị loạn lên. Nếu không, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sự lo lắng mà anh thể hiện ra khiến Vương Huyền Cơ và Vương Kiêm Gia ở bên cạnh cũng lo lắng. Nhưng lúc này cũng không thể lên tiếng, huống chi là hỏi đến quấy rầy Dương Bách Xuyên đang tiến hành trị liệu, lựa chọn tin tưởng anh chờ kết quả và cũng là kết quả duy nhất. Dương Bách Xuyên tìm kiếm những cuốn sách y học trong đầu, cuối cùng anh cũng đã tìm ra cách. Trong thâm tâm, anh thầm nói lời cảm ơn với sư phụ của mình. Cảm ơn vì những cuốn sách y học và đạo giáo mà sư phụ đã ban cho anh, nếu không, thật sự không có cách nào làm được nữa, việc điều trị hôm nay cũng sẽ thất bại. Thực ra phương pháp rất đơn giản, đó là dùng sức mạnh của ý thức tâm linh để điều khiển nó. Miễn là sử dụng sức mạnh của linh thức để điều khiển các mạch máu thì có thể sử dụng sức mạnh của linh thức để giam giữ sự rò rỉ của dòng máu sắp chảy ra, có thể cho anh thời gian, sau đó sửa chữa từng mạch máu một thì sẽ không sao nữa. Từ lâu, anh đã biết khả năng điều khiển các vật thể bằng sức mạnh của linh thức, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể được sử dụng để điều trị chấn thương. Phương pháp này cũng đã mở ra một con đường y học cho anh, có thể nói trong tương lai, với phương pháp này, anh có thể thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng sẽ không gặp rủi ro. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên tập trung sức mạnh của linh thức vào hai trong số các huyết mạch. Ngay sau đó thực sự đã thành công, những mạch máu bị vỡ chảy ra, nhưng sự giam cầm đã dừng lại sau khi được điều khiển bởi sức mạnh của linh thức. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì anh cũng có thể tăng tốc và sửa chữa các mạch máu. Phải mất 3 phút để chữa xong mạch máu đầu tiên. Đây là chân khí thuần khiết duy nhất của An, một huyền thoại do anh tạo ra. Chữa lành bất kỳ vết thương nào bằng chân khí đều rất thành công. Ngay sau đó anh bắt đầu sửa chữa mạch máu thứ hai. Trong vòng chưa đầy 10 phút, cả 3 mạch máu bị nứt đều được chữa lành. Cuối cùng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, tắc nghẽn được giải phóng bằng chân khí, vết thương bên ngoài được sửa chữa, toàn bộ quá trình điều trị được hoàn thành mà không có bất kỳ rủi ro nào. Lúc này, viên đan bồi nguyên mà ông cụ Vương đã đưa vào cơ thể đã trải qua một sự thay đổi lớn, sinh lực đang nhanh chóng sửa chữa các chức năng khác nhau của cơ thể. Biện pháp cuối cùng, Dương Bách Xuyên bắt đầu giúp ông giải tỏa sức mạnh của đan dược, sau nửa giờ, ông cuối cùng đã hồi phục lại giống như một người bình thường. Cùng lúc mà Dương Bách Xuyên thu lại tất cả công lực của mình, ông cụ Vương cũng mở mắt. Chú hai, đây là câu đầu tiên thốt ra sau khi ông cụ Vương mở mắt. Ba, Vương Kiêm Gia mắt đỏ hoe chạy đến gọi ba. Kiêm Gia. Ông cụ Vương gọi tên cô con gái út của mình. Điều này khiến Vương Huyền Cơ và Vương Kiêm Gia rất vui. Phải biết là ông cụ Vương đã hôn mê hơn một tháng trước rồi. Ông đã ở trong tình trạng không thể nhận ra trước khi hôn mê. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi được Dương Bách Xuyên chữa trị, ông không chỉ tỉnh lại ngay tại chỗ, mà còn giao lại chính xác tên của những người thân của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh của ông đã hoàn toàn bình phục rồi. Nó cũng cho thấy y thuật của Dương Bách Xuyên đã thực sự đạt đến trình độ của một thần y rồi. Căn bệnh mà bàn tay thần thánh của bác sĩ y học Trung Hoa bất lực lại được tái sinh trên tay của Dương Bách Xuyên. Chuyện này đúng thật là một kỳ tích.
Vương Kiêm Gia cao hứng chạy ra ngoài, một lúc sau, cả nhà họ Vương chạy vào phòng, nhìn thấy ông cụ Vương thật sự đã ngồi dậy, đang ngồi dựa vào giường bệnh nói chuyện với Vương Huyền Cơ. Thực sự khiến cho cả nhà họ rất hài lòng. Tất nhiên, cũng có hai tuyển thủ quốc gia vào là tiền sinh bên Đông Y và một bác sĩ Tây Y. Hai vị khách quý này rất ngạc nhiên, khi bước tới, một người kiểm tra mạch của ông già, người kia dùng một dụng cụ để kiểm tra cơ thể của ông già. Sau khi lăn lộn hơn 10 phút, hai tuyển thủ quốc gia nhìn nhau và không thể tin vào chẩn đoán của mình. Cơ thể của ông cụ Vương rất khỏe mạnh, chức năng thể chất của ông cũng tốt hơn nhiều lần so với các ông bạn cùng lứa tuổi. Mọi thứ đều rất bình thường. Sau đó hai người nhìn Dương Bách Xuyên đang ngồi trong góc nhắm mắt phục hồi sức khỏe, sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt là tiền sinh. Trước đây ông ta đã nhìn Dương Bách Xuyên với đủ kiểu khinh thường, nói rằng nếu Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ Vương, ông ta sẽ quỳ lại Dương Bách Xuyên để xin lỗi và gọi anh là thần y. Bây giờ coi như là phải quỳ lại rồi, sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng, nhưng rồi lại nghĩ y thuật của Dương Bách Xuyên quả là tuyệt vời. Thế nhưng đó là phúc của y học cổ truyền Trung Quốc. Dù tiền sinh cũng lo lắng cho ông cụ Vương nhưng ông ta không tin, sao Dương Bách Xuyên còn trẻ tuổi mà đã có y thuật siêu phàm như thế nhỉ? Hiện tại trong lòng nghĩ lại, nếu có một vị bác sĩ thiên tài trong lĩnh vực y học cổ truyền Trung Quốc, làm sao ông ta không quỳ lạy cho được? Nghĩ đến đây, ông ta bình tĩnh lại, lặng lẽ đứng dậy. Dương Bách Xuyên mở mắt tỉnh lại. Sau khi nhà họ Vương cũng gặp được ông cụ Vương, mọi người cảm thấy yên tâm. Vương Huyền Cơ bảo mọi người ra ngoài để ông cụ Vương nghỉ ngơi. Đối với một bác sĩ đồng y như tiền sinh, ông ta không đi ra ngoài, chỉ nói tôi đang chờ để xin lỗi cậu Dương, vì tôi đã đánh giá thấp các một nhân tài như cậu ấy. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng điều chỉnh tốt, mở mắt ra, nghe thấy lời của tiền sinh, anh nhìn ông ta nói, không cần, tôi không dám nhận. Lời nói còn có chút cứng ngắc, bên tai tiền sinh nghe xong cả người vẫn run rẩy. Ông ta thấy Dương Bách Xuyên thật là thần ký. Ông ta hít sâu một hơi, vội vàng quỳ xuống, nói, mong thần y đừng trách, tôi có mắt mà không biết chân nhân, mong ngài tha thứ. Hành động quỳ gối của ông ta thực sự khiến cho Dương Bách Xuyên choáng váng, rốt cuộc là lúc trước ông ta còn đang tức giận mà, sao có thể chấp nhận quỳ lại anh dễ như vậy được. Anh cũng có thể nghe ra ông ta đang thành thật xin lỗi. Anh vội vàng đỡ không cho ông ta quỳ xuống. Nói thôi, tôi cũng có tính khí không tốt, mong ông tiền không trách. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói câu này, sắc mặt của tiền sinh càng lúc càng đỏ bừng, ông ta lắp bắp nói gì đó với Dương Bách Xuyên, thậm chí còn mời Dương Bách Xuyên đến Đại học Y khoa. Nói tóm lại, ông ta đã thực sự bị Dương Bách Xuyên thuyết phục. Sau một phen khách sáo ông ta mới rời đi. Dương Bách Xuyên dặn dò ông cụ Vương vài câu về cách bồi dưỡng thân thế sau hồi phục. Sau đó cũng rời khỏi phòng, ông cụ vừa tỉnh dậy, còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vương Huyền Cơ ở trong phòng, Vương Kiêm Gia đi cùng Dương Bách Xuyên ra ngoài, đưa anh vào phòng khách nghỉ ngơi. Cô biết hôm nay Dương Bách Xuyên đã tốn rất nhiều thời gian cho việc điều trị, sắc mặt anh lúc này cũng tái nhợt. Sau khi bước ra, cô nhẹ nhàng nói với Dương Bách Xuyên, cảm ơn. Dương Bách Xuyên và mỹ nhân xinh đẹp Vương Kiêm Gia này vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nhau. Từ lần đầu tiên đến nhà họ Vương, cô luôn tỏ ra trịnh trọng, nhưng bây giờ khi cô nói lời cảm ơn, anh mới thấy cô thực sự rất đẹp. Không cần cảm ơn đâu, chú Vương coi tôi như gia đình của ông ấy mà. Sau này cậu có thể gọi tôi là gì nhỏ? Nếu có chuyện gì mà tôi giúp được thì cậu cứ việc nói với tôi nhé. Vương Kiêm Gia nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên bật cười nói, hình như cô không già hơn tôi nhiều lắm nhỉ. Hiện nay tôi 34 tuổi, theo quan điểm của cậu thì cậu thấy thế nào, gọi tôi là gì nhỏ thì ổn chứ? Vương Kiêm Gia cười nói. Dương Bách Xuyên trong lòng muốn toát mồ hôi hột, thật sự không thể biết Vương Kiêm Gia đã 34 tuổi. Dáng vẻ của cô nhiều nhất là 24 năm tuổi thôi, thấy cô lợi dụng tuổi tác để làm trưởng bối, Dương Bách Xuyên bật cười. Xét về vai vế, tôi và ông nội thứ hai là cùng thế hệ, thế nên cô phải gọi tôi một tiếng ông nội rồi ha ha. Dương Bách Xuyên nhìn Vương Kiêm Gia nói đùa. Vốn dĩ cho rằng cô sẽ tức giận, nhưng không ngờ Vương Kiêm Gia lại thật sự gọi anh một tiếng ông nội. Được rồi, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ gọi cậu là ông nội nhỏ ơi. Ấy, đừng đừng, tôi vẫn nên gọi cô là chị vợ thôi, chào chị vợ.
Dương Bách Xuyên giật mình, vợ chồng Vương Mộ Sinh mà nghe thấy chuyện này thì không được hay cho lắm. Vương Mộ Sinh và ba của anh là chiến hữu sống chết có nhau, làm sao em gái của Vương Mộ Sinh có thể gọi anh là ông nội được? Trò đùa này có thể gây chuyện lớn. Nhưng cũng khiến Dương Bách Xuyên biết được Vương Kiêm Gia vẫn là gái chưa kết hôn của nhà họ Vương. 34 tuổi, cô là một máy bay chính hiệu rồi. Tuy nhiên anh nghĩ hoặc người phụ nữ này đã chịu kích thích gì đó nên đã ngừng tìm kiếm một người đàn ông cho mình, hoặc là đã từng yêu và không quên được. Dù sao cũng được bình thường lắm, từ việc cô dám gọi anh là ông nội nhỏ có thể thấy người phụ nữ Vương Kiêm Gia này nhất định không phải người bình thường, ít nhất cũng không phải người bình thường. Cháu trai nhỏ ngoan lắm. Vương Kiêm Gia cười ngọt ngào, đáp lại bằng giọng điệu quyến rũ. Cô hoàn toàn khác so với lúc trước, như hai người khác nhau vậy, hay là đây mới là bản chất thật của cô? Hay người lúc trước mới là thật? Bây giờ chỉ là vì bệnh của ba cô vừa mới ổn nên tâm trạng cô mới thoải mái. Tóm lại hiện tại Vương Kiêm Gia khiến cho Dương Bách Xuyên run cả người. Anh vội bước nhanh ra ngoài. Phía sau vang lên một tràng cười khúc khích của Vương Kiêm Gia. Sau khi vào đến đại sảnh, lúc này không có ai trong nhà họ Vương đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ nữa mà họ cùng nhau đến để bày tỏ lòng biết ơn của họ với anh. Sự nhiệt tình của họ khiến Dương Bách Xuyên choáng ngợp. Chính Vương Mộ Sinh đã lên tiếng giải vây, đưa Dương Bách Xuyên xuống nghỉ ngơi. Sau khi đến phòng cho khách, Vương Mộ Sinh chân thành nói với Dương Bách Xuyên, lần này cảm ơn Bách Xuyên nhiều lắm. Không ai hiểu rõ hơn ông là sức khỏe của ông cụ có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Vương, cho nên lời cảm ơn thực sự chân thành. Chú Vương khách sáo rồi, chú coi cháu như người nhà, cháu giúp ông cụ chữa bệnh là chuyện tất nhiên. Dương Bách Xuyên cười nói. Đúng, đúng, chúng ta là một gia đình, nhưng lời cảm ơn của chú Vương nên thay mặt nhà họ Vương nói. Có thể cháu không biết sức khỏe của ông cụ đối với nhà họ Vương quan trọng như thế nào đâu. Lần này... Chú Vương cũng không biết làm sao để trả hết ơn nghĩa cho cháu đây nữa. Vương Mộ Sinh rất ấn tượng. Nhưng sau khi nói xong, ông chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói với Dương Bách Xuyên, đúng rồi Bách Xuyên à, chú đã tra được tin tức của mẹ cháu rồi. Sao, khi Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời mà Vương Mộ Sinh nói, anh lập tức bật dậy, toàn thân run lên. Đối với mẹ mình, trong lòng của Dương Bách Xuyên cảm thấy rất phức tạp. Đó cũng là thang bậc ẩn sâu nhất trong trái tim anh. Sau khi anh được 4 tuổi, quân đội truyền đến tin tức của ba anh, sau đó mẹ anh bỏ anh và em gái chạy trốn khỏi nhà, sau khi bà ấy rời đi thì hoàn toàn biệt tích. Hơn 10 năm, anh rất hận mẹ mình, nhưng lại không có lúc nào mà anh ngừng nhớ đến bà ấy. Mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng, anh luôn nhớ về bà ấy, anh không thể hiểu tại sao bà ấy lại bỏ rơi anh em họ một cách tàn nhẫn như vậy. Anh đã nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ tìm thấy bà ấy, hỏi trực tiếp bà ấy tại sao bà ấy lại bỏ rơi anh và em gái của anh. Trong hơn 10 năm, Dương Bách Xuyên rất muốn tìm mẹ của mình, bởi vì lúc nhỏ anh không có khả năng để đi tìm bà ấy. Bây giờ anh có khả năng rồi, anh định đi tìm bà ấy, lần trước anh đã giao cho Vương Mộ Sinh đi truy tìm tin tức của mẹ anh. Anh vẫn luôn nghĩ đến việc tìm mẹ sau khi thành lập Vân Môn. Sau khi nghe những lời của Vương Mộ Sinh, Dương Bách Xuyên cảm thấy không bình tĩnh được nổi. Thậm chí anh còn sợ hãi. Anh sợ rằng Vương Mộ Sinh sẽ nói ra những tin xấu mà anh không thể tiếp nhận, nhưng anh muốn biết ngay bây giờ. Vướng mắc bao lâu nay, ân oán sâu kín, suy tư ẩn giấu. Anh run rẩy nhìn Vương Mộ Sinh. Chú nói đi, anh cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn hơi run run. Thấy Dương Bách Xuyên căng thẳng, Vương Mộ Sinh an ủi, đừng căng thẳng, chú vừa tìm được một số thông tin, cũng chưa rõ lắm, nên chú đã cử người theo dõi để điều tra. Khoảng 16 năm trước, sau khi mẹ cháu rời khỏi nhà, bà ấy đã trực tiếp đến Dương Thành, lúc đó bà ấy đã đến trực tiếp gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành, người ta nói rằng mẹ cháu tên là Mộc Uyển, bà ấy rất hòa nhã, nhưng không liên quan gì đến gia đình Đoan Mộc. Điều kỳ lạ là hơn 10 năm trước. Lúc đó là bà ấy ở trong nhà Đoan Mộc trực tiếp đi, còn nhà Đoan Mộc này đã biến mất ở Dương Thành qua một đêm, không ai biết gia đình này đã bị giết sạch cả nhà hay đã chuyển đi nơi khác. Mộc Uyển, mẹ của cháu cũng biến mất cùng họ, có nghĩa là manh mối mà chú tìm thấy là hơn 10 năm trước,
chúng ta chỉ có thể xác nhận rằng hơn 10 năm trước sau khi bà ấy đến gia đình Đoan Mộc và cũng đã biến mất cùng với gia đình Đoan Mộc. Sau đó bên đất Trung Quốc sai người đi kiểm tra thì không còn dòng họ Đoan Mộc nữa, không có dòng họ Đoan Mộc nào ở Trung Quốc cả, nhưng có một dòng họ Đoan Mộc ở phía nam đất nước, rất hùng mạnh, cũng là một gia tộc võ cổ giả. Sau khi điều tra và suy đoán, chúng ta đã xác định được dòng họ Đoan Mộc ở miền nam đất nước ngày nay có mối liên hệ chặt chẽ với dòng họ Đoan Mộc ở Dương Thành hồi đó. Có nhiều dấu hiệu cho thấy dòng họ Đoan Mộc ở Dương Thành có khả năng chỉ là một nhánh của Đoan Mộc ở miền nam đất nước, vậy kết luận chung lại cho thấy gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành là gia tộc chính đã trở về phương Nam hơn 10 năm trước. Nói cách khác, Mộc Uyển mẹ của cháu có khả năng bị gia đình Đoan Mộc bắt làm con tin, hoặc cùng gia đình Đoan Mộc đến ở miền nam đất nước vì những lý do khác. Tình hình cụ thể cần điều tra thêm, cho đến nay nhân viên tình báo ở đó vẫn chưa tìm ra manh mối đáng giá nào, nhưng cháu yên tâm là chú sẽ luôn theo dõi vấn đề này, có tin tức gì mới chú sẽ nói với cháu ngay. Sau khi Vương Mộ Sinh nói xong, Dương Bách Xuyên im lặng, mặc dù đó chỉ là phỏng đoán sơ bộ và là manh mối từ hơn 10 năm trước rồi. Tuy rằng chuyện này vẫn tràn ngập những thứ không thể xác định, nhưng Đỗ Hồ biết rằng Dương Bách Xuyên biết đội của Vương Mộ Sinh điều tra không sai, ông là người của quân đội, chắc chắn thông tin sẽ không xảy ra lỗi. Câu hỏi bây giờ là, mối quan hệ giữa gia đình Đoan Mộc này và mẹ anh là gì? Tại sao sau khi rời nhà, bà ấy lại trực tiếp đến gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành, rồi sau đó lại cùng gia đình Đoan Mộc biến mất? Có mối quan hệ nào giữa gia đình Đoan Mộc ở Nam Quốc và gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành không? Dương Bách Xuyên không muốn quan tâm đến nữa, anh chỉ băn khoăn không biết mẹ anh có bị gia đình Đoan Mộc hãm hại hay vì có lý do nào khác không? Nói tóm lại, trái tim của Dương Bách Xuyên không thể bình tĩnh được nữa, ám ảnh hơn 10 năm đã ăn sâu vào lòng anh, hôm nay nghe được tin tức. Có thể nói, ám ảnh chôn sâu trong lòng đã bị đào ra hết rồi. Vào lúc này, anh chỉ có một ý tưởng duy nhất là phải đi tìm bà ấy. Không có lý do gì thêm, anh chỉ muốn đi tìm bà ấy thôi. Nhìn Vương Mộ Sinh, anh nói, chú Vương, cháu muốn đến Nam Quốc để xem qua, xin chú hãy sắp xếp cho cháu. Cháu cứ từ từ, chú Vương đã sắp xếp người đến tìm rồi. Có lẽ gia đình Đoan Mộc ở Nam Thành không liên quan đến gia tộc Đoan Mộc ở Dương Thành và cũng không liên quan gì đến mẹ cháu thì sao? Hiện tại nếu cháu tùy tiện đến đó, quả nhiên bên đó không yên ổn lắm đâu, cháu cứ chờ tin tức đi nhé. Vương Mộ Sinh tốt bụng gợi ý Dương Bách Xuyên tiếp tục chờ tin. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên, nỗi ám ảnh về ba mẹ là sâu nhất, nhưng sâu xa nhất, là người mẹ mù quáng của anh, khi bà ấy rời bỏ anh và em gái. Sự tàn nhẫn này khiến nỗi ám ảnh của anh về mẹ thậm chí còn vượt qua cả ba. Phong trần ám ảnh bấy lâu nay đã được mở ra, làm sao có thể đợi được chứ? Vì vậy, anh có chút cương quyết nói, xin nhờ chú Vương thu xếp, nếu không cháu sẽ tự mình đi. Đến bây giờ Vương Mộ Sinh mới cảm nhận được sự kích động và bồn chồn bên trong của Dương Bách Xuyên, thấy anh ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại có sóng gió. Ông thở dài nói, nếu cháu nhất quyết muốn đi, chú Vương sẽ không ngăn cản, mà cháu phải đồng ý với yêu cầu của chú Vương. Chú nói đi, Dương Bách Xuyên nói. Vương Mộ Sinh nhìn anh nói, Nam Quốc tuy nhỏ nhưng vẫn là một quốc gia, cũng không bình yên như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, trên khắp Trung Quốc có rất nhiều gia tộc võ cổ tà ác. Gia tộc Đoan Mộc thực sự là một gia tộc đứng đầu giới võ cổ, sức mạnh của gia tộc này không thua gì các gia tộc võ cổ ở Yến Kinh. Ý chú là, cháu có thể được xem như là thành viên của thần Long Đàm thuộc về quốc gia. Dương Bách Xuyên nghe xong đã hiểu, ý của Vương Mộ Sinh là muốn anh ta làm việc cho Hoa Hạ, hoặc được gọi là thành viên của thần Long Đàm nếu anh muốn lấy thông tin, bởi vì thần Long Đàm là tổ chức võ cổ của đất nước, với thân phận này, anh có thể được hưởng rất nhiều hỗ trợ đặc biệt khi tiến hành các hoạt động của Nam Quốc. Anh đã hiểu rõ ý của Dương Mộ Sinh muốn nói chẳng qua sợ mình bị thiệt hại nên còn muốn chiêu mộ nhân tài cho Hoa Hạ, điều này càng có nhiều ràng buộc. Dù thế nào đi nữa, ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã thích Hoa Hạ, ràng buộc là ràng buộc nhưng cũng có thể nhận được nhiều hỗ trợ, có ưu điểm và khuyết điểm. Sau khi nghĩ lại, anh nói, cháu đồng ý, nhưng cháu cũng có một điều kiện. Dương Mộ Sinh vui vẻ, cháu nói đi. Cháu có thể gia nhập thần Long Đàm, mà cháu lại thích sự tự do. Nhưng cháu hứa sẽ cố gắng hết sức miễn là đất nước cần cháu. Dương Bách Xuyên nhìn Vương Mộ Sinh nói. Vương Mộ Sinh bật cười,
ông ta thực ra cũng có chút ích kỷ. Nền tảng của nhà họ Vương là trong quân đội, nhưng quân đội có một bộ phận tách biệt tên là Thần Long Đàm. Ngoại trừ thế hệ trước của nhà họ Vương, Vương Huyền Cơ và một người chú khác đều ở Thần Long Đàm. Ở thế hệ đó không có ai trong nhà họ Vương có trong Thần Long Đàm. Trong ba thế hệ, chỉ có con trai của anh cả là ở Thần Long Đàm, nhưng là anh hai nên ông không được xem trọng, điều này thực sự khiến Vương Mộ Sinh rất khó chịu. Quân lực cũng phức tạp, có người nhà họ Vương ở Thần Long Đàm tách ra, tự nhiên cũng có người ở các gia tộc khác, nhưng chẳng qua là không nói ra thôi chứ trong lòng cũng biết rõ. Nếu không có ai trong ba đời của nhà họ Vương tiến vào Thần Long Đàm, thì quân lực của nhà họ Vương trong quân đội sẽ suy giảm rất nhiều, thế cho nên về sau sẽ gây ra những sai sót. Sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến ông thấy có một tia hy vọng, thật ra đối với ông mà nói thì đây đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn. Thứ nhất, Dương Bách Xuyên gia nhập vào Thần Long Đàm, điều này có lợi cho đất nước, Dương Bách Xuyên là một võ cổ giả và một người có y thuật cao siêu, một nhân tài như vậy mà tiến thân vào Thần Long Đàm là một chuyện rất tốt. Thứ hai là có thể đặt nền móng cho nhà họ Vương, thứ ba là cũng có lợi cho Dương Bách Xuyên, nhưng hầu hết các võ cổ giả đều chịu sự giám sát của Thần Long Đàm nên không thể làm bất cứ điều gì khác thường được. Một khi họ làm điều gì đó khác thường, họ sẽ phải chịu sự chèn ép từ Thần Long Đàm. Đối với Thần Long Đàm, Vương Mộ Sinh hiểu rất rõ, ông biết rằng đó là nơi tập trung những con quái vật mạnh mẽ từ các võ cổ giả, sự tồn tại của giá trị lực lượng là điều vượt khỏi phạm vi quy định thông thường. Là một võ sư cổ đại, Dương Bách Xuyên không thể mắc sai lầm, một khi đã phạm sai lầm thì sẽ bị Thần Long Đàm nhắm đến, đó không phải là chuyện tốt. Nhưng bản thân Dương Bách Xuyên sẽ không đắn đo khi trở thành thành viên của Thần Long Đàm, cho nên Vương Mộ Sinh mới muốn Dương Bách Xuyên gia nhập vào Thần Long Đàm. Về điểm này cháu cứ việc yên tâm, cháu có thể thấy ông hai của chú rảnh rỗi như thế nào, nhưng chú vẫn muốn nói cho cháu biết ưu và nhược điểm của việc tiến thân vào Thần Long Đàm. Chú cũng có chút ích kỷ khi để con vào Thần Long Đàm. Tiếp theo, Vương Mộ Sinh thẳng thắn nói hết với Dương Bách Xuyên những suy nghĩ trong lòng mà không cần phải giữ kín nữa. Khi Vương Mộ Sinh nói xong, ngược lại Dương Bách Xuyên còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, điều này cho thấy Vương Mộ Sinh không muốn làm tổn thương anh, thay vào đó còn suy nghĩ cho anh về việc vào Thần Long Đàm để cung cấp cho nhà họ Vương một phần an toàn, thế thì việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Được, cháu đồng ý. Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của chú Vương. Được rồi, chú sẽ lập tức thu xếp để cháu tiến vào Thần Long Đàm, cháu sẽ được xem là người mà nhà họ Vương của chú gửi đến, bọn họ sẽ phái người đi điều tra. Cùng lắm là ngày mai sẽ có thêm người, sau đó có thể đi tới Nam Quốc, sau khi vượt qua có thể hưởng được sự trợ giúp của nhân viên tình báo, đối với cháu mà nói thì cũng không tệ lắm đâu. Sau khi Vương Mộ Sinh đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên vốn dĩ đã rất mệt nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng đầu óc chỉ nghĩ về mẹ của mình, nên anh có làm gì cũng không thể nào chợp mắt được. Khi trời gần sáng, anh mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Bách Xuyên đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy. Bởi vì anh cảm nhận được ai đó đang ở bên cạnh mình. Đột ngột bật dậy chính là một phản ứng hoàn toàn thuộc vào bản năng phản ạ, một tay nắm lấy tay người nọ kéo đến. A hát, đau quá, buông ra. Hả? Dương Bách Xuyên hơi choáng váng, nhưng anh không nghĩ người đó là Vương Kiêm Gia. Ai vậy? Anh không ngờ Vương Kiêm Gia lại xuất hiện bên cạnh giường, lúc này lại đè anh xuống giường, tư thế của hai người một trên một dưới trông thật ái muội. Trong tay còn truyền đến cảm giác mềm mềm rất khó chịu. Nhưng mà, không đúng. Tay anh đang đặt vào một chỗ không nên. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, Dương Bách Xuyên nhanh chóng buông tay rồi đỡ cô dậy. Cậu sao vậy? Tôi tốt bụng đến đây kêu cậu dậy đi ăn, sao lại bóp tôi? Nói tới đây Vương Kiêm Gia vội im lặng, mặt đỏ như quả táo đỏ, nhịn không được nói tiếp. Cô đưa tay xoa ngực, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. E hèm! Dương Bách Xuyên thật đáng xấu hổ, tối hôm qua anh đã tốn quá nhiều sức lực để chữa trị cho ông cụ Vương. Lại nghĩ đến mẹ anh nên cả đêm không ngủ nhiều, đến khi trời gần sáng mới có thể thiêm thiếp ngủ được một chút. Đầu óc đang hỗn loạn, nhưng theo bản năng anh cảm thấy có người đang tiến đến nên mới ra tay, nhưng anh không ngờ điều đó lại là lỡ tay chiếm tiện nghi của Vương Kiêm Gia. Cái đó, gì nhỏ à, không có,
xin thứ lỗi, tôi chỉ hành động trong vô thức thôi, khụ khụ, anh vội vàng xin lỗi người ta. Hừm, cậu vẫn biết tôi là gì của cậu à, vậy mà lại đối xử với dì nhỏ của mình như vậy sao? Học thói hư tật xấu ở đâu còn dám bóp tôi hả? Vương Kiêm Gia không hề kiêng kỵ, mở miệng thầm mắng Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe được gì, anh đang đỏ mặt tự nghĩ, phụ nữ đều thô bạo như vậy ư? Trong mắt anh, Vương Kiêm Gia nhất định là lần đầu tiên anh gặp một người dám nói chuyện bằng lời tán tỉnh như cô. Thấy cô không tức giận, Dương Bách Xuyên chỉ có thể cười ngượng nghịu. Ngược lại trong lòng anh có một chút sợ hãi khi tiếp xúc với cô. Nhưng nghĩ đến cảm giác mềm mại trong tay vừa rồi, có vẻ không tồi lắm nhỉ. Nhóc biến thái, đi thôi, muộn rồi, ba tôi đang đợi cậu đến ăn cơm đó. Vương Kiêm Gia liếc Dương Bách Xuyên một cái, rồi xoay người từ từ bước ra ngoài. Bỏ lại Dương Bách Xuyên phía sau chỉ biết nuốt nước bọt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ có vẻ quyến rũ một ai đó, hơn nữa cô còn là đại tiểu thư của nhà họ Vương. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Dương Bách Xuyên đi đến phòng khách của nhà họ Vương, quả nhiên cả nhà đang đợi anh đến ăn cơm khiến cả hai đều rất xấu hổ nên bước tới nhanh chóng xin lỗi mọi người. Vương Huyền Cơ là người có thâm niên lớn nhất trong nhà họ Vương về mặt thâm niên, ông cụ nhà họ Vương đã xuống quyền nhưng chủ nhân của căn nhà vẫn là ông, Vương Huyền Cơ ngồi bên trái còn bên phải trống không. Từ đó có thể thấy, gia chủ vẫn là lão đại nhà họ Vương, hôm nay đã giống người bình thường rồi, Dương Bách Xuyên biết rõ nhất điều này, một viên bồi nguyên đan cộng với chân khí của anh nữa mà còn không tốt thì mới là lạ ấy. Mau tới đây đi Bách Xuyên, ngồi bên này này, ông cụ Vương nở nụ cười. Ý bảo Dương Bách Xuyên qua bên phải ông ngồi. Lần này Dương Bách Xuyên đã được nhận thêm một chút yêu mến, hết lần này tới lần khác cứ ngập ngừng, nhưng Vương Huyền Cơ cũng mỉm cười bảo anh ngồi ngồi xuyến. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên đành phải có chút bất an ngồi bên tay phải ông cụ Vương. Sau khi thân thể của ông cụ khôi phục, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ khí tức cường hãn từ người ông phát ra, biết rằng trên chiến trường tích tụ lâu ngày. Chỉ cần một mình tà khí này thì như quỷ thần sát gì cũng không thể đến gần ông được. Bữa ăn này chủ yếu là ông cụ Vương muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Dương Bách Xuyên, nhưng bữa ăn khiến Dương Bách Xuyên ăn không được tự nhiên, bởi vì khí lực của ông cụ Vương quá mạnh, nên anh thực sự cảm thấy không thoải mái. Cũng may ông nhìn ra Dương Bách Xuyên vẫn chưa thích ứng, ông cụ Vương nhanh chóng nhờ Vương Kiêm Gia đỡ mình đi xuống nhà nghỉ ngơi. Sau bữa tối, Vương Huyền Cơ cũng nói là tối nay sẽ có người từ Thần Long Đàm đến. Hai người đưa ra chủ đề này, Dương Bách Xuyên chỉ đơn giản hỏi về các chi tiết của Thần Long Đàm. Vương Huyền Cơ không giấu giếm nói, Thần Long Đàm không ở trong một thung lũng nào đó mà nằm ở Thần Long Gia tại Yến Kinh này. Trong toàn bộ Thần Long Đàm có rất ít võ cổ giả, không quá 30, nhưng đều là cao thủ, những võ cổ giả tiến vào Thần Long Đàm ít nhất cũng là hắc ám tầng 6. Thậm chí còn có 3 người trên tầng 9, ngoài ra còn có 2 vị thiên tỉnh giả có sức mạnh không hề thua kém các võ cổ giác ám kình tầng 9. Ở Thần Long Đàm có 2 vị đàm chủ, một chính và một phó. Đàm chủ có thực lực không gì có thể so sánh được, quanh năm hiếm khi ra cửa, mỗi năm có thể nhìn thấy vị đàm chủ này một hoặc hai lần, toàn thân phủ một cái áo choàng đen kín mít, chiếc mặt nạ bằng đồng có nguồn gốc rất thần bí, không ai biết đàm chủ là nam hay nữ và trông như thế nào. Nhưng đàm chủ chính là linh hồn của toàn bộ Thần Long Đàm, người mà ngày thường quản lý những người trong Thần Long Đàm là phó đàm chủ, tên là Ngô Nam, là một thiên tỉnh giả, năng lực hắc ám đỉnh cấp 9 bình thường không phải là đối thủ, trời sinh đã điều khiển được sấm sét, rất đáng sợ. Sau khi Vương Huyền Cơ nhắc đến thiên tỉnh giả hai lần, Dương Bách Xuyên nhịn không được cắt ngang lời ông, anh hỏi thiên tỉnh giả là sao vậy thưa cụ? À, thật ra tôi cũng chưa nói rõ. Cái gọi là thiên tỉnh giả thực ra có thể được hiểu là những dị năng giả. Những người như vậy sinh ra đã khác với người thường và sẽ vô thức đánh thức một tài năng nào đó trong cơ thể họ, chẳng hạn như phó đàm chủ của Thần Long Đàm. Năm 8 tuổi, ông ấy đã thức tỉnh được dị năng khống chế sấm sét. Nói về Ngô Nam thì ông ấy cũng là một nhân vật huyền thoại. Sự thức tỉnh của ông ấy bị đánh thức vào một đêm mưa gió kèm theo sấm sét và ông ấy nhận ra mình có thể điều khiển được sức mạnh của sấm sét. Ở Thần Long Đàm còn có những vị thiên tỉnh giả khác điều khiển sức mạnh của nước và lửa, họ cũng là những người có sức mạnh, nhưng họ không dị thường như sức mạnh điều khiển sấm sét của Ngô Nam. Trên thực tế,
có nhiều thiên tỉnh giả so với Trung Quốc ở một số quốc gia khác. Về sau cậu có gặp được họ thì nhớ phải cẩn thận, võ cổ giả có lợi hại của võ cổ giả, dị năng giả có sự đáng sợ của dị năng giả. Dị năng giống như những ghi chép trong sách cổ Trung Quốc của tôi, những thông thiên thuật trong các câu chuyện và thần thoại, một số có khả năng tạo ra gió, mưa, sấm và sét, thậm chí cả thời gian vượt quá khả năng nhận thức của con người vẫn có khả năng tồn tại. Vương Huyền Cơ vừa dứt lời, trên mặt lộ ra một chút kiêng dè, như thể ông đang đối mặt với những dị năng giả cường đại đến từ một số quốc gia vậy. Bây giờ Dương Bách Xuyên xem như đã có cái nhìn sâu sắc, anh không ngờ ngoài sự tồn tại của các võ cổ giả còn có cái gọi là thiên tinh giả, cũng chính là những dị năng giả. Hơn nữa nghe theo ý của Vương Huyền Cơ, dường như ở các nước khác có nhiều dị năng giả hơn Trung Quốc, sức mạnh và thủ đoạn của họ thật phi thường. Ngẫm lại cũng đúng, có thể điều khiển nước, lửa và sét, trong mắt anh, đây là một loại ma lực chỉ có người tu luyện mới có thể sử dụng được thôi. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai kiểu người này là kỹ thuật của người tu luyện tiếp thu được, cùng với sự phát triển của tu luyện, người đó sẽ nắm vững kỹ thuật và sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thần thông của các dị năng giả lại là thiên tỉnh giả là duy nhất. Nhưng có thể thức tỉnh một loại năng lực nào đó, so với thức tỉnh từ nhỏ dường như còn mạnh hơn so với võ cổ giả. Bởi vì võ cổ giả cần có thời gian để tích lũy nội lực, mà tài năng của dị năng giả có thể nói giống như những Vương Huyền Cơ đã nói là từ nhỏ đã có rồi. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên càng ngày càng tò mò về giới kim cổ võ ngày nay, anh rất muốn có cơ hội được trao đổi với những dị năng giả, anh muốn biết liệu có mối liên hệ nào giữa các dị năng giả sử và người tu luyện thuật pháp không. Dương Bách Xuyên thực sự không biết nhiều về những thứ trong cổ võ giới, tất cả những gì anh biết là được nghe từ miệng của Độc Cô Vô Tình và một vài người khác nữa. Nhưng bọn họ nhất định không biết nhiều bằng Vương Huyền Cơ, ông cụ đã là ám kình tầng 9 đỉnh phong, đặc biệt là sau khi uống thêm đan bồi nguyên, ông thậm chí đã chạm đến cảnh giới võ đạo trên ám kình, tiên thiên. Một Vương Huyền Cơ chính là người của thần Long Đàm, sống lâu năm, tất nhiên sẽ có tầm nhìn rộng và hiểu biết hơn người. Dương Bách Xuyên hỏi ông về chuyện của cổ võ giới, ông cụ không giấu giếm nói hết tất cả những gì ông biết, cái gì biết sẽ nói hết cho anh nghe. Chủ đề hai người nói là về cổ võ giới ma đạo, Dương Bách Xuyên lại hỏi ma đạo là gì. Vương Huyền Cơ cười nói, trong mắt bần đạo, thực ra không có phân biệt chính tà, chỉ có thành công hay thất bại. Cái gọi là ma đạo chính là kết quả của trận chiến giữa hai võ cổ giả trong thời đại kỷ nguyên mới mà thôi. Vào thời kỳ đầu, võ cổ giới được chia thành hai phe trong thời đại chiến tranh loạn lạc, mỗi người ủng hộ chế độ của một bên và chung sức chống lại kẻ thù ngoại bang. Cuối cùng, cả hai bên đều ủng hộ cùng một dòng dõi, cách thức cũng khác nhau. Trong thời đại chiến tranh loạn lạc, dòng dõi do thần Long Đàm thống lĩnh không đồng tình với cách hành xử của dòng họ khác, nhưng chính vì cách làm việc của dòng họ đó mang tính tổn thương, nên bị xếp vào loại tà ma ngoại giáo. Năm đó, nguyên soái của ma đạo là Đoan Mộc, bị đánh bại bởi lãnh chúa của thần Long Đàm, rút khỏi Trung Quốc và di tản ra nước ngoài. Khoan đã thưa cụ, tối hôm qua Dương Bách Xuyên nghe thấy Vương Mộ Sinh nhắc tới nhà họ Đoan Mộc, bây giờ Vương Huyền Cơ lại nhắc tới nhà họ Đoan Mộc, điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhịn không được phải hỏi ngay. Ngài biết bao nhiêu về nhà họ Đoan Mộc, có thể nói cụ thể cho cháu biết được không? Dương Bách Xuyên hỏi. Cũng không có gì, thật ra nhà họ Đoan Mộc là một trong những các thủ lĩnh của ma đạo, rất cổ xưa, Đoan Mộc Bá Thiên, người đứng đầu nhà họ Đoan Mộc trong chiến tranh chống Nhật Bản, là một nhân vật anh hùng của một thế hệ. Nhưng ông ta lại quá độc đoán và mạnh mẽ, để đạt được mục đích thì cái gì ông ta cũng dám làm. Cuối cùng, ông ta đã chọc giận đám chủ của thần Long, làm cho nhà họ Đoan Mộc đứng đầu ma đạo ra khỏi Trung Quốc. Nhà họ Đoan Mộc rất đặc biệt, sau này có gặp phải người của nhà đó thì cậu nên cẩn thận, dù sao thì có rất nhiều ma đạo do nhà họ Đoan Mộc đứng đầu. Một số ma đạo vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc, chẳng hạn như nhà họ Thủy ở Tương Tây, là một dòng dõi. Nhiều hơn nữa nằm rải rác ở nước ngoài, đó là một thế lực của riêng họ. Tất nhiên, bây giờ họ không tham gia vào các trận chiến trên thế giới nữa. Dù sao thì họ cũng là những võ cổ giả, ở trong giới võ cổ giả, có những quy tắc dành cho võ cổ giả, điều này được tuân thủ dù đó là cách thức đúng đắn hay là ma đạo, được đưa vào danh sách không được làm tổn thương người thường. Vương Huyền Cơ đã giải thích rất chi tiết, điều này có lợi cho Dương Bách Xuyên rất nhiều. Khi nghe nói về nhà họ Thủy ở Tương Tây,
anh nghĩ đến anh em nhà Thủy Vô Ngân ban đầu, mặc dù Thủy Vô Ngân đã chết nhưng em trai của anh ta là Thủy Thần Thổ đã trốn thoát, để lại cho anh ta một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Theo cách nói của Vương Huyền Cơ, nhà họ Thủy ở Tương Tây cũng là một dòng dõi ma đạo. Sau đó anh nói với Vương Huyền Cơ về việc phát hiện ra anh em Thủy Vô Ngân đã sử dụng xác chết để nuôi cấy thuốc tiên, muốn hỏi về chuyện của nhà họ Thủy vì sao cuối cùng họ lại trốn thoát. Vương Huyền Cơ sau khi nghe Dương Bách Xuyên giảng thuật, ông trầm ngâm nói như vậy thì nếu như cậu tư nhà họ Thủy trốn thoát, sau này nhà họ Thủy nhất định sẽ tìm cách trả thù cậu. Nếu không, tôi sẽ đi Tương Tây gặp nhà họ Thủy, bọn họ dám dùng xác chết để nuôi thi trùng ở Trung Quốc. Hành vi như vậy là không được phép xuất hiện trong Thần Long Đàm. Cụ à, nếu như ngài đích thân đi, đây là đang coi trọng nhà họ Thủy sao, chỉ cần người nhà họ Thủy dám đến đây, cháu nhất định sẽ làm cho họ có đi mà không có về. Dương Bách Xuyên thật sự không sợ hãi. Vương Huyền Cơ lắc đầu nói, không, cậy không biết nhiều về thế lực ma đạo này. Lý do tại sao chúng được xếp vào hàng ma đạo là vì chúng có những đường tắt quanh co, một số phương pháp mà không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như nhà họ Thủy ở Tương Tây luyện công săn xác, loại công phu này chứa đầy tà khí, nếu không cẩn thận, kỹ năng dọn xác của nhà họ Thủy nghe đồn ngay cả những cao thủ của thế lực hắc ám tầng 9 cũng vô cùng kiêng kỵ. Chuyện này cậu đừng lo lắng, dù sao tôi cũng đang đi về phía Nam, để chào hỏi nhà họ Thủy, nếu họ không biết điều, tôi sẽ biến họ thành thi thể thật, gia tộc ác độc như vậy đáng lẽ ra đã bị xóa sổ trên thế giới từ lâu rồi. Khi ông cụ nói lời này, hoàn toàn khác với vẻ ngoài bất phàm của ông, rất là độc đoán. Nói chuyện với anh ấy về các dòng dõi khác nhau của ma đạo cũng mang lại lợi ích cho Dương Bách Xuyên rất nhiều. Dựa theo cách nói của Vương Huyền Cơ, hạ độc, chặt đầu, trục xuất thi thể, hạ độc môn phái, đều là những chiêu trò của ma đạo. Khi cả hai đang trò chuyện, Vương Tông Nhân chạy đến và nói rằng có độc cô vô tình đến. Dương Bách Xuyên và Vương Huyền Cơ ngừng trò chuyện, bảo Vương Tông Nhân đưa độc cô vô tình vào. Đi cùng với độc cô vô tình còn có một thanh niên có mày kiếm mắt sáng, Dương Bách Xuyên trông tương đương tuổi mình, khuôn mặt cũng có phần giống với độc cô vô tình. Trong lòng anh đoán chắc đây là độc cô Hối, em trai của độc cô vô tình mà cô đã từng nói qua. Thoạt nhìn, đôi mắt của người thanh niên sáng ngời và rất có hồn, mang theo một tia kiêu ngạo. Anh ấy đi phía sau độc cô vô tình, thân hình thẳng tắp, từ trong máu anh cảm nhận được anh ấy thực sự là võ cổ giả trầm lặng tầng thứ 8. Mới ngoài 20 tuổi, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy tầng năng lượng hắc ám thứ 8. Nếu nghĩ kỹ, toàn bộ giới võ cổ cũng không có nhiều thiên tài như vậy. Anh không thể không dùng linh thức để quan sát anh ấy, nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đã bị sốc. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng kiếm cao ngất trời trong cơ thể cậu thanh niên này, theo ghi chép của linh căn đó là một gốc tinh linh căn kim loại đơn thuần. Đó cũng là chỗ trống của tiên kiếm tu luyện tự nhiên. Trong lòng bắt đầu có cảm tình với người này. Gặp lại tiên sinh, độc cô vô tình hành lễ với Dương Bách Xuyên. Không cần khách sáo, đây là em trai độc cô Hối mà cô hay nói đến đúng không không? Dương Bách Xuyên cười với và hỏi độc cô vô tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.